Tại một buổi tiệc, mọi người đều chơi vui vẻ, chỉ có Phương Lê là chú tâm tìm đồ ăn. Ở chung phòng với cô có Giang Nghi, một cô hot girl đang được bạn nam khác tỏ tình. Bên cạnh Giang Nghi còn có một chàng trai trung tình tên Thi Tự, anh ta còn mời được nam thần Lạc Ngôn đến buổi tiệc này. Nào ngờ Lạc Ngôn lại chính là bạn cùng bàn hồi cấp 3 của Phương Lê, nhưng anh lại bị mất ký ức lúc còn học chung với cô. Phương Lê không biết nên vẫn chào hỏi anh như thường, vậy là khi anh được thách phải hôn môi một bạn nữ, thì anh đã chọn Phương Lê. Cô muốn từ chối nhưng mọi người ở đó cứ nhất quyết đòi hai người hôn nhau. Vậy là Phương Lê đã mất đi nụ hôn đầu, sau đó cô còn vô tình làm áo Lạc Ngôn bị bẩn. Tất nhiên là cô phải mang cái áo đó về giặt ủi cẩn thận. Phương Lê vừa về trước cửa phòng ở ký túc, đã nghe thấy mình bị nói xấu, nhưng cô vẫn làm như chưa nghe thấy gì mà vào phòng. Thấy cô im lặng thì ba cô gái đó liền hỏi cô dùng thủ đoạn gì để Lạc Ngôn hôn cô. Tuy Phương Lê đã giải thích chỉ Lạc Ngôn chỉ lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng cô vẫn bị ba người kia cô lập. Cô chưa kịp đau đầu vì đám bạn cùng phòng, thì lại phải đau ví vì tiệc giặt ủi quá cao. Lúc này cô mới nhớ tới hồi cấp 3, vì cô khi đó học dốt nên suốt ngày bị Lạc Ngôn cà khịa là đồ não phẳng. Đã thế vì là bạn cùng bàn nên thầy chủ nhiệm nhờ chăm sóc anh, nhưng cô cũng lợi dụng việc ngồi cùng bàn để bán thông tin của anh cho các cô gái khác. Phương Lê cẩn thận viết lại từng giao dịch vào một cuốn sổ. Nào ngờ cuốn sổ đó lại lọt vào tay Lạc Ngôn, anh ta nhờ vào việc này để biến cô thành chân sai vặt của anh. Lạc Ngôn bắt cô đi trộm tóc giả của thầy chủ nhiệm, rồi đi mua đồ ăn vặt cho anh. Quá đáng nhất là anh bắt cô đến chỗ loa phát thanh, mở bài kẻ quái dị để tặng cho thầy chủ nhiệm. Cả trường đều ngơ ngác khi nghe được bài hát này, cũng vì vậy mà cô bị thầy chửi một trận. Đã thế Lạc Ngôn còn nuốt lời đem cuốn sổ ghi chép kia nộp cho thầy. Từ lúc đó Phương Lê đã xác định Lạc Ngôn chính là kẻ thù của cô. Sau đó tại lớp học, vì tiết tiếp theo nhóm của Giang Nghi cũng học, nên cả đám đã nhờ cô giữ ghế ở hàng đầu cho cô ta. Phương Lê đã cố gắng giữ chỗ cho ba người, nhưng khi nhóm Giang Nghi đến lớp thì lại ngồi chỗ khác. Cô còn định đến chỗ nhóm đó ngồi, thì phát hiện không có chỗ trống nào dành cho cô. Phương Lê đành ngồi lại chỗ cũ thì phát hiện Lạc Ngôn đã ngồi bên cạnh. Sau tiết học cô lại chạy đến nhóm Giang Nghi. Cô hy vọng bản thân có thể vào nhóm của cô ta, nhưng Giang Nghi lập tức từ chối. Cô ta nói Phương Lê không cùng đẳng cấp với cô ta, nên cứ như trước kia làm người ở chung thôi là được. Sáng hôm sau cô vẫn vui vẻ, bây giờ cô chỉ muốn tránh mặt Lạc Ngôn. Nhưng hễ cô đi đâu thì đều chạm mặt Lạc Ngôn, vì nghĩ về anh quá nhiều mà cô nhìn lầm. Thầy giáo Thành Lạc Ngôn, sau giờ học vì quá nghèo nên cô quyết định tìm sách hóa học để chế tại ra chất tẩy rửa. Tại thư viện Phương Lê đang đọc sách, thì cô tình cờ nhìn thấy Giang Nghi đang xin in tư của Lạc Ngôn, nhưng đã bị anh từ chối thẳng thừng. Cô thấy Giang Nghi rời đi cứ tưởng anh cũng đi rồi, nào ngờ vừa ra ngoài đã va phải anh. Lạc Ngôn vì hỏi cô về chiếc áo của anh, Phương Lê liền nói sáng mai sẽ mang đến cho anh. Tối đó cô vào phòng thí nghiệm của trường, sau đó bắt đầu chế tạo ra chất tẩy rửa. Cô rất tự tin vừa làm xong đã phun lên áo của Lạc Ngôn. Lúc này Lạc Ngôn đang đợi bạn thì nghe thấy tiếng nổ từ phòng thí nghiệm. Anh vội vàng chạy tới hiện trường vì sợ có người bên trong nên anh đã phá cửa xông vào. Thấy cô đang bất tỉnh, Lạc Ngôn liền bế cô chạy ra bên ngoài. Nhân viên y tế cũng xuất hiện đưa ống oxy cho cô thở, nhưng Phương Lê vẫn ngất đi. Sáng hôm sau tại phòng giáo viên, Lạc Ngôn và Phương Lê đều bị tra hỏi. Cô nhất quyết nói vụ nổ đó không phải do cô làm, nhưng thầy giáo tất nhiên không tin. Thầy ấy hỏi Lạc Ngôn là khi cứu Phương Lê có thấy người khác không. Vậy là Lạc Ngôn liền thật thà nói chỉ thấy mỗi Phương Lê. Tuy nhiên cô nhất quyết không đồng ý. Cô nói vì cô và anh có mâu thuẫn nên anh mới nói vậy để hãm hại cô. Thầy giáo tất nhiên là tin lời Lạc Ngôn hơn, còn kêu anh ra ngoài trước. Rồi thầy chửi Phương Lê không ngớt, còn nói sẽ đuổi học cô. Hết cách, Phương Lê chỉ có thể cầu xin Lạc Ngôn đến gặp thầy giải thích. Nhưng anh vốn không nhớ gì về cô nên càng không có lý do gì giúp đỡ cô cả. Nói xong anh tức giận bỏ đi. Lúc này tại bản thông báo, Giang Nghi đang cười nhạo Phương Lê vì làm nổ phòng thí nghiệm, thì nghe được tin Lạc Ngôn đã cứu cô ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô ta liền ghen tức với Phương Lê, thấy cô đang đi tới liền cùng các bạn rời đi. Tại lớp của Lạc Ngôn, tin đồ anh và Phương Lê hẹn hò ở phòng thí nghiệm rồi làm nổ phòng đã lan rộng. Thầy giáo liền gọi anh đến phòng giáo viên, thầy nói anh và Phương Lê là bạn hồi cấp 3 làm anh ngỡ ngàng. Đã thế thầy còn dựa vào buổi tiệc lúc trước hai người đã hôn nhau, liền nghi ngờ hai người đang hẹn hò nên nhất quyết điều tra luôn cả anh. Lúc này Phương Lê đang dùng hoa quả để mua chuộc bảo vệ, để cô được đi kiểm tra camera. Tuy nhiên cô đã bị từ chối, Lạc Ngôn cũng tìm đến cô. Anh muốn cùng cô đến phòng giáo viên giải thích, vậy là cô đã nắm được tia hy vọng. Cô liền yêu cầu anh đến gặp thầy nói vụ nổ đó không phải cô làm, thì cô mới giúp anh chứng minh hai người không hẹn hò với nhau. Tuy nhiên Lạc Ngôn đã từ chối lời đề nghị của cô. Trưa hôm đó tại canteen, Phương Lê cố ý ngồi trước mặt anh, còn nói những câu tình cảm với Lạc Ngôn làm bạn bè anh hiểu nhầm. Tại thư viện, cô còn chụp lén anh để đăng lên trang cá nhân của cô. Lạc Ngôn nhìn thấy bài đăng đó liền đuổi theo Phương Lê. Để trốn tránh anh mà cô đã chấp nhận lội mưa chạy trốn.
nhưng cô có chạy nhanh thế nào thì vẫn bị Lạc Ngôn bắt được. Sau khi đe dọa cô, anh liền lôi điện thoại ra quay video là cô đính chính Phương Lê và Lạc Ngôn không có quan hệ gì cả. Sau đó, anh đem video đó cho thầy giáo xem, nhưng thầy ấy lại trách anh vì để trốn tránh trách nhiệm. Mà đến người mình yêu cũng hy sinh. Tối đó tại ký túc xá, Phương Lê về phòng thì phát hiện ổ khóa đã bị thay. Cô vội vàng đập cửa để nhóm Giang Nghi mở cửa, nhưng ả ta nhất quyết không chịu mở. Sau đó cô bị người của phòng đối diện đuổi đi vì quá ồn ào. Hết cách, cô chỉ có thể ngồi trước ký túc xá buồn bã. Lúc này Phi Phi đi giao hàng thì tình cờ thấy cô đã ủ rũ. Phi Phi liền khích lệ tinh thần cho Phương Lê. Sau đó còn phát hiện người đặt ship chính là Giang Nghi. Vậy là Phi Phi liền giúp Phương Lê gọi cửa. Thấy cô có người giúp đỡ, Giang Nghi còn muốn gọi quản lý, nhưng vì sợ chuyện đổi ổ khóa bị phát hiện nên đành để Phương Lê vào phòng. Sáng hôm sau tại phòng thí nghiệm, Phương Lê vì bị ám ảnh về vụ nổ lần trước nên xém nữa bị bỏng tay. Thấy cô như vậy, cậu bạn Khải Dương đã an ủi cô, còn cùng với cô tại thành một nhóm để làm bài tập hóa học. Kể từ lúc đó, Phương Lê và Khải Dương bắt đầu bám dính lấy nhau. Khải Dương làm thí nghiệm, còn cô chịu trách nhiệm ghi chép. Vào một buổi thực hành, Khải Dương đã hỏi cô về hôm xảy ra vụ nổ. Anh nói bản thân có một người anh họ đã dọn dẹp hiện trường hôm đó. Anh nói có thể giúp cô tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ nổ. Phương Lê nghe vậy liền ríu rít cảm ơn Khải Dương. Tối hôm đó, trong lúc Phương Lê đang làm bài tập hóa học, thì Lạc Ngôn đã hack máy tính của cô vì Phương Lê không chịu mở chặn anh. Vậy là cô liền tức giận bỏ máy tính lại và rời đi. Sáng hôm sau tại lớp hóa học, cô kiểm tra máy tính thì thấy bài tập đã biến mất. Cô cùng Khải Dương đến giải thích với thầy giáo, nhưng thầy nhất quyết không chịu tin cô. Vậy là cô chỉ có thể xin thầy cho Khải Dương cơ hội khác, nhưng thầy vẫn không chịu. Khải Dương thấy cô tranh cãi với thầy giáo vì mình, liền cùng cô xin lỗi thầy, sau đó kéo cô rời đi. Lúc này Phương Lê liền nhớ đến lúc Lạc Ngôn hack máy tính của mình. Cô vội vàng đến sân bóng rổ tìm anh. Cô cưỡng hôn anh còn chụp lại khoảnh khắc đó. Lạc Ngôn vốn rất tức giận nhưng nhìn thấy cô khóc sướt mướt thì lại thôi. Chiều hôm đó tại quán trà sữa mà Phi Phi làm thêm, cô đã đưa cho Phi Phi xem tấm hình cô và Lạc Ngôn hôn nhau. Cô đã trả thù xong nhưng vẫn không thấy vui vì cô sắp bị đuổi học đến nơi rồi. Phi Phi thấy cô như vậy liền khuyên cô nên đi nói chuyện rõ ràng với Lạc Ngôn. Đang nói chuyện thì cô bị thầy gọi lên phòng giáo viên. Thầy nói vụ nổ lần trước đã ảnh hưởng đến một vườn hoa nên bắt cô và Lạc Ngôn đến trồng lại hoa trong vườn. Lạc Ngôn vốn muốn giải thích bản thân không có liên quan gì đến Phương Lê, nhưng thầy giáo lại lấy ra tấm hình hai người hôn nhau làm bằng chứng. Vậy là cả hai người đều phải đi trồng hoa tại thang máy. Lạc Ngôn trách cô tại sao lại làm mọi chuyện ra như vậy, còn cô lại trách anh vì làm mất bài tập hóa học của cô. Sáng sớm hôm sau, Phương Lê liên tục gọi điện kêu anh dạy. Cô còn gửi đơn nhận tội uy hiếp anh phải đi trồng hoa tại vườn hoa. Phương Lê treo bản nhận tội của anh lên cây. Vì không thể để bản thân bị oan, Lạc Ngôn chỉ có thể xớt đất trồng hoa. Phương Lê còn nhân cơ hội quay lén anh. Vậy là Lạc Ngôn liền tức giận xịt nước vào người cô, còn xịt nước rách cả bản nhận tội. Sau khi trồng hoa, Phương Lê đến quán trà sữa đưa video mình quay được cho Phi Phi xem. Sau đó được Phi Phi nhờ đi giao trà sữa dùng. Lúc này tại hồ bơi của trường, Thu Tự gọi Lạc Ngôn và Giang Nghi đi bơi. Cô ta sau khi thấy Thi Tự xuống hồ bơi, liền chạy lại tán tỉnh Lạc Ngôn. Nhưng ngay lập tức bị anh từ chối. Cô ta thấy anh như vậy thì nói Thi Tự thích cô ta, còn tặng cô ta kem nitơ lỏng gì đó. Nhưng trong lòng cô ta chỉ thích mỗi Lạc Ngôn. Anh nghe vậy thì càng coi thường cô ta hơn. Giang Nghi thấy không tán tỉnh được anh nên tức giận bỏ về. Thi Tự vừa ngoi lên thấy Giang Nghi bỏ đi thì liền đuổi theo. Đúng lúc Lạc Ngôn định rời đi thì thấy Phương Lê giao trà sữa tới. Thấy anh, cô liền quay lưng bỏ đi. Nào ngờ bị trượt chân, vì để cứu cô nên Lạc Ngôn đã bị té xuống hồ bơi. Anh vừa chìm vừa nhớ lại chút ký ức hồi cấp 3. Sau đó anh được Phương Lê kéo lên bờ. Cũng may anh rất nhanh đã tỉnh lại nhưng lại không thèm nói lời cảm ơn mà đã bỏ đi. Sáng hôm sau tại vườn hoa, Phương Lê nhờ Khải Dương lấy đất ở đây về kiểm tra xem đất có bị ô nhiễm hay không. Hai người đang nói chuyện thì Lạc Ngôn xuất hiện. Nhưng anh sau khi đuổi được Khải Dương đi thì anh cũng rời đi. Sau đó Lạc Ngôn đến tìm Giang Nghi. Anh hỏi cô ta về chuyện Thi Tự tặng kem nitơ lỏng. Nhưng vì cô ta không nhớ gì về cây kem nitơ lỏng đó nên anh đành phải xin in tư của cô ta. Sáng hôm sau tại phòng thí nghiệm, Khải Dương nói đất ở vườn hoa không có vấn đề gì. Anh còn cho cô xem đoạn camera tại thư viện. Cô thấy rõ ràng là Giang Nghi đã tiếp cận máy tính của cô. Vậy là Phương Lê liền đến gặp Giang Nghi hỏi rõ. Nhưng cô ta lấy lý do cô sắp bị đuổi học để làm cái cớ cho mình. Thấy vậy, Phương Lê liền muốn đưa cô ta đi gặp thầy giáo. Nhưng Giang Nghi lại cùng đám bạn của mình bỏ đi. Lạc Ngôn đứng ở cầu thang đã nghe được chuyện này. Vậy là anh liền ở trước mặt cô ngang nhiên lấy máy tính của cô đi. Sau đó còn dùng gọi thầy giáo nói cô muốn báo cáo chuyện ở vườn hoa. Sau đó anh đến thư viện phục hồi bài tập của cô. Sáng hôm sau tại lớp học, Phương Lê từ thầy giáo biết việc Lạc Ngôn đã nộp lại bài tập cho cô. Thầy còn dặn dò Phương Lê là
phải yêu thương bạn trai của mình. Sau đó tại thư viện, Phương Lê đến tìm Lạc Ngôn, anh muốn cô cảm ơn anh, nhưng cô cho rằng hai người giúp đỡ nhau như vậy là hòa rồi, vậy là anh đòi tìm Khải Dương. Nói chuyện, để ngăn cản anh cô đành phải đi mua đồ ăn vặt cho anh. Sau đó cô thấy anh lướt trang cá nhân của Giang Nghi liền tức giận bỏ đi. Chiều hôm đó tại sân bóng rổ, anh đưa cho Thi Tự xem bức ảnh Thi Tự chụp ở trong phòng thí nghiệm, thì ra người làm nổ phòng thí nghiệm chính là Thi Tự. Vậy là ba người Lạc Ngôn, Phương Lê và Thi Tự đến gặp thầy giáo. Lúc đầu thì còn tưởng Thi Tự bị uy hiếp nên mới phải đến gánh tội, nên Thi Tự phải kể lại ngày hôm đó sau khi làm kem xong, anh đã rời đi mà quên đóng thùng nitơ lỏng lại. Sau đó Phương Lê mới đi vào chế thúc tẩy rửa. Vậy là cả hai người đều bị thầy chửi vì đến phòng thí nghiệm để chế tạo những thứ tào lao. Thầy còn bắt Phương Lê cảm ơn Lạc Ngôn vì đã làm rõ chuyện này. Sau đó hai người cùng nhau đi chăm sóc vườn hoa. Trong chốc lát cô đã nghĩ Lạc Ngôn là người tốt. Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, liền đưa ống nữa lại cho cô, còn muốn cô cảm ơn mình bằng một đống đồ ăn vặt khác. Lúc này tại ký túc xá, mọi người đang tranh thủ đăng ký vào các lớp học năng khiếu. Cả phòng chỉ có mỗi Phương Lê và Giang Nghi được xếp vào lớp vũ đạo. Sau đó khi Phương Lê còn đang bận tính tiền tiêu tháng này, vì tháng sau cô nhận được học bổng, khi cô đang hạnh phúc vì tháng sau không phải lo về tiền, đột nhiên Khải Dương xuất hiện lôi cô tới bản thông báo, thì ra học bổng của cô đã bị thu hồi. Khải Dương thấy cô buồn bã liền hỏi cô nếu cần tiền thì có thể mượn anh, nhưng cô đã từ chối ý tốt của Khải Dương. Sáng hôm sau tại lớp vũ đạo, Phương Lê vừa vào lớp đã bị Giang Nghi chế giễu là thuốc nổ di động. Sau đó cô giáo vào lớp bắt mọi người bắt thành một cặp nam nữ, ai cũng đều có cặp chỉ trừ Phương Lê, vậy là cô phải tập vũ đạo một mình. Đúng lúc này, Lạc Ngôn xuất hiện, vì đến muộn nên anh được xếp chung nhóm với Phương Lê, nhưng chưa gì cô đã dặm vào chân anh, khi ngẩng đầu lên còn vô tình đập vào mũi anh, vậy là Lạc Ngôn phải vào phòng vệ sinh rửa vết máu trên mũi. Trưa hôm đó tại canteen, Phương Lê đang ăn thì Giang Nghi đến tìm cô đòi tiền mua trang phục, cô liền xin ông chủ trả trước nửa tháng lương, nhưng ông ấy không chịu. Tối hôm đó tại ký túc xá, Giang Nghi lại nhắc cô về tiền trang phục, Phương Lê liền xin cô ta xem bộ trang phục cần phải mua, vậy là cô ta liền lừa cô, đưa cho cô xem một bộ khác. Phương Lê lúc này vẫn ngây thơ đi nhờ Phi Phi may cho cô một bộ như vậy. Sáng hôm sau tại lớp vũ đạo, cô phát hiện bản thân mình bị lừa, Giang Nghi nhanh miệng nói tự cô muốn tự may trang phục mới, vậy là cô giáo liền kiểm tra vũ đạo của cô và Lạc Ngôn trước, nhưng vì biểu cảm cứng đờ nên hai người lại bị cô giáo chửi, sau đó hai người lại tiếp tục nhảy. Sau đó cô trực chân, anh vì giữ cô lại nên đã làm rách áo cô. Phương Lê liền xấu hổ rời đi. Vừa ra bên ngoài cô đã gặp được Khải Dương, phải hai người đang định đi về chung thì một cô gái chạy tới ôm Khải Dương. Cô ấy tên Y Mạn, là bạn thời cấp 3 của Khải Dương. Chiều hôm đó tại ký túc xá, khi Giang Nghi vừa vào phòng, Phương Lê đã trách móc cô ta gửi sai hình cho mình, thì cô ta lại lương lẹo nói bản thân chỉ cho cô xem bộ gần giống là do cô hiểu nhầm ý Giang Nghi nên mới như vậy. Tối hôm đó tại quán sushi, Phương Lê làm việc rất chăm chỉ ở đây, nhưng đến khi tiệm đóng cửa, rồi ông chủ vẫn bắt cô đi giao đồ ăn. Trên con đường vắng người cô gặp phải hai tên biến thái, cô vừa quay lưng lại chạy thì đụng phải Lạc Ngôn. Anh thấy hai người kia liền khoác vai cô để hai người kia biết điều mà rời đi. Hôm nay anh đến tìm cô là để trả cho cô bộ trang phục múa khác. Nghe vậy cô chỉ nói không cần rồi bỏ đi. Tối hôm sau tại một quán cà phê, Phương Lê đã tâm sự với Phi Phi về việc trang phục múa. Vậy là sáng hôm sau, Phi Phi tìm đến trường tạt nước Giang Nghi. Thi Tự thấy vậy liền nhảy vào bảo vệ Giang Nghi. Sau đó người đều bị bảo vệ bắt đi. Lạc Ngôn nhìn thấy hành động của Phi Phi, liền hết sức khen ngợi Phi Phi, nhưng lại bị Phi Phi đe dọa, nói anh nếu muốn hại Phương Lê thì sẽ bị Phi Phi đập cho một trận. Chiều hôm đó tại quán sushi, ông chủ thấy Phương Lê đổi ca thì liền tỏ thái độ với cô, thấy vậy cô đã đòi nghỉ làm, muốn ông ta trả tiền lương mấy ngày vừa qua cho cô, nhưng ông ta nhất quyết không trả. Cô thấy không thể nói lý với ông ta thì liền bỏ về. Tối hôm đó, tại quán cà phê, cô tìm Phi Phi nhờ vá lại chiếc váy múa, cô cũng nhờ Phi Phi giúp cô tìm công việc khác. Sau đó cô nói vốn không định tiếp tục tham gia lớp vũ đạo, nhưng bây giờ cô lại tham gia vì cô muốn cho Giang Nghi biết bản thân cô không dễ bị gục ngã như vậy. Sáng hôm sau tại lớp vũ đạo, Phương Lê vẫn mặc chiếc váy đó đến lớp. Sau đó Lạc Ngôn cũng bước vào với một bộ đồ múa khác. Anh làm như vậy để trông hợp đôi với cô hơn. Hôm đó hai người nhảy rất ăn ý với nhau, biểu cảm cũng không còn cứng đờ như trước. Chiều hôm đó cô muốn mời anh ăn cơm, tình cờ quán anh chọn lại là quán sushi mà cô làm việc. Vì muốn anh chọn quán khác mà cô đã nói ra việc mình bị ông chủ ở đây quỵt lương. Nhưng khi nghe xong anh lại ngồi xuống bàn gọi đồ ăn mà không chịu đi. Thấy vậy Phương Lê muốn đi thanh toán trước thì bị anh ngăn lại. Lạc Ngôn gọi ông chủ ra nói tiền ăn bữa này sẽ tính vào tiền lương của Phương Lê. Ông ta nghe vậy liền không chịu. Vậy là anh liền rút điện thoại ra gọi bạn bè mình tới ăn. Nghe đến đây ông ta chỉ có thể rút tiền ra trả lương cho Phương Lê.
Tối hôm đó tại nhà Lạc Ngôn, anh tìm ảnh kỷ yếu năm cấp 3 và phát hiện ra Phương Ngôn là bạn cùng bàn của anh. Lúc này anh liền muốn tìm lại ký ức thời cấp 3. Sáng hôm sau, Lạc Ngôn và Phương Lê cùng nhau đi đến lớp Taekwondo. Thì ra hôm nay có trận đấu của Thi Tự và Khải Dương. Kết quả là Khải Dương thắng. Lạc Ngôn nhìn thấy Phương Lê quan tâm đưa nước cho Khải Dương, anh liền nổi cơn ghen rồi đòi đấu với Khải Dương một trận, phải hai người đấu ngang tài ngang sức. Nhưng khi cả hai thực hiện một cú đá cao thì Lạc Ngôn vì bị đập đầu xuống đất mà bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Anh cũng thất vọng khi bên cạnh anh chỉ có mỗi Thi Tự. Sáng hôm sau tại lớp học, Phương Lê từ Thi Tự biết tin Khải Dương vì thực hiện thí nghiệm bị lỗi nên đã hít phải khí lưu huỳnh nên đã nhập viện. Vậy là Phương Lê liền mang thức ăn đến bệnh viện thăm Khải Dương, nhưng vì sợ Khải Dương hiểu lầm nên cô cứ đi qua đi lại. Trùng hợp lúc này Lạc Ngôn cũng đang khám bệnh, anh thấy cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng khám, tưởng cô đến đây thăm anh. Nhưng đến khi anh ra ngoài thì Phương Lê đã đem cơm vào thăm Khải Dương. Vì anh ta không nói chuyện được nên hai người đã nhắn tin qua lại cho nhau. Cô còn đưa vở viết cho để anh ta chép. Cả hai nói chuyện vui vẻ mà không biết Lạc Ngôn đang ở bên ngoài nhìn hai người. Sau đó tại lớp vũ đạo, tâm trạng Phương Lê lúc này cực kỳ tốt. Thì đột nhiên Lạc Ngôn nói anh bị mất trí nhớ, nhưng chỉ mất phần ký ức hồi học cấp 3 mà thôi. Chiều hôm đó tại quán trà sữa, Phương Lê xin được việc ở chỗ làm của Phi Phi. Hôm nay Lạc Ngôn cũng đến tìm cô. Anh muốn cô kể lại những chuyện năm cấp 3 để anh nhớ lại. Vậy là Phi Phi đã cùng cô lừa gạt Lạc Ngôn. Cô nói dối là anh đã vay cô 1.000 tệ. Anh khôn tin nên đã đòi cô giấy vay nợ. Phương Lê không có giấy vay chỉ có thể lén lút trốn ra ngoài. Lúc này tại bệnh viện, Iman đến thăm Khải Dương. Còn Phương Lê sau khi tan ca liền đến bệnh viện lấy hộp cơm, thì phát hiện hộp cơm của mình đang nằm trong thùng rác. Tối hôm đó tại trước cửa ký túc xá, Phương Lê đang ngồi buồn bã thì Lạc Ngôn xuất hiện. Anh thấy cô buồn liền an ủi, còn cô lại lấy đồ ăn từ trong thùng rác cho anh ăn. Phương Lê còn nghi ngờ Lạc Ngôn không bị mất trí nhớ thật. Anh vì chứng minh mình thật sự mất trí nhớ nên đã chuyển 1.000 tệ qua cho cô. Vậy là sáng hôm sau cô liền hẹn anh trước một quán trà sữa. Khi anh tới thì ra hiệu cho anh biết là phải mua trà sữa, thì cô mới kể anh nghe chuyện hồi cấp 3. Sau đó hai người đi ăn. Lúc này cô mới kể về lúc hai người gặp mặt. Lúc đó xe đạp cô bị hư phanh nên cô té nhào đầu xuống đất. Còn Lạc Ngôn lại nhìn cô cười rồi lên xe ô tô đi thẳng đến trường. Hóa ra hôm đó là ngày đầu tiên anh chuyển đến trường cô. Hơn nữa còn ngồi chung bàn với Phương Lê. Từ ngày hôm đó thầy giáo đã giao cho cô trọng trách chính là quan tâm Lạc Ngôn, mà anh từ khi xuất hiện đã được các cô gái khác chú ý đến. Nhưng vì đám con gái cứ ồn ào nên lớp trưởng lớp cô đã đóng cửa phụ lại. Thấy Lạc Ngôn hút gái như vậy, cô liền nảy ra một kế hoạch kiếm tiền, đó chính là bắt các cô gái đóng phí thì mới được ngắm Lạc Ngôn, nếu không cô sẽ lấy chồng sách che mặt anh lại. Vào một buổi sáng khi cô đang trên đường đến trường thì nhìn thấy Lạc Ngôn đang bị một đám nam sinh bắt nạt, cô liền giả vờ gọi điện cho thầy giáo. Sau khi đám bắt nạt kia rời đi thì cô mới tiếp tục đến trường. Nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ thì anh lại đem chuyện cô thu tiền các cô gái khác nói cho thầy chủ nhiệm. Vậy là Phương Lê đã bị thầy mắng cho một trận, đã thế còn bị tịch thu điện thoại và viết bản kiểm điểm. Cô về lớp lại trách anh bạc tình, mà không hề hay biết Lạc Ngôn vốn sống chung nhà với thầy chủ nhiệm. Tối hôm đó khi anh đang ăn tối với thầy thì được thầy giao nhiệm vụ đi trả điện thoại cho Phương Lê, vì thầy muốn hai người thân thiết với nhau hơn. Tại nhà Phương Lê, cô đã mua cho bà mình một đôi giày mới bằng tiền lấy được từ chỗ mấy cô gái kia. Sau đó anh đến trả điện thoại cho cô thì được bà cô gọi vào nhà ăn dưa hấu. Đang ăn thì đột nhiên đèn bị tắt, Phương Lê liền đứng lên ghế sửa. Sau đó cô trượt chân nhưng được anh đỡ lại, vì cô cứ đòi anh bỏ mình xuống nên anh đã thả cô xuống ghế. Lúc này đèn cũng đã sáng lại bình thường. Quay về hiện tại, sau khi Phương Lê tỉnh dậy thì được anh hộ tống về ký túc xá, cô cũng đã trả lại 1.000 tệ cho anh. Nhưng khi nhắc đến chuyện cấp 3 thì anh lại cảm thấy người sai là Phương Lê chứ không phải anh bắt nạt cô. Quay ngược về quá khứ, lúc này Phương Lê đang bị thầy Khương chửi vì điểm tiếng Anh của cô đội sổ cả lớp. Chuyện này cũng bị Lạc Ngôn nghe được. Sau đó khi tan học, anh bắt cô làm bài tập tiếng Anh cho mình. Tại hiệu sách anh tình cờ thấy cô đang đọc truyện nên Lạc Ngôn đã lấy một cuốn truyện tiếng Anh rồi bắt cô chở mình ra biển. Ở đây cô phải dịch truyện từ tiếng Anh sang tiếng Trung cho Lạc Ngôn đọc. Cô đang định phản kháng lại thì đã bị anh mua chuột bằng đồ ăn vặt. Quay về hiện tại, Lạc Ngôn đang tham gia vào một lớp học tâm lý. Sau tiết học anh giữ thầy giáo lại để hỏi về chứng mất trí của mình, nhưng thầy giáo chỉ có thể khuyên anh nên nghe những câu chuyện từ Phương Lê. Trưa hôm đó tại canteen, Phương Lê đang ăn thì Thi Tự và Khải Dương tìm đến. Thi Tự vốn muốn chung nhóm làm bài tiếng Anh với Khải Dương, nhưng lại biết tin anh đã chung nhóm với Phương Lê, Thi Tự liền bỏ ra chỗ khác ăn. Sau đó Khải Dương rủ Phương Lê tối nay đi coi phim tài liệu tiếng Anh, nên cô đã đi mua son để bản thân xinh đẹp hơn để đi xem phim với Khải Dương. Đột nhiên Lạc Ngôn xuất hiện lựa son giúp Phương Lê,
Nhưng sau khi anh biết cô mua son là để đi xem phim với Khải Dương, thì liền chê màu. Son cô chọn rất xấu sau đó bỏ đi. Tối hôm đó tại rạp chiếu phim, Phương Lê chưa xem được bao lâu thì lăn ra ngủ. Thấy cô xém ngã thì Khải Dương liền đỡ đầu cô. Sau đó Phương Lê cũng thuận chiều mà ngã vào vai anh. Khải Dương lúc này vì khoảng cách quá gần nên muốn hôn cô. Nào ngờ Phương Lê lại tỉnh dậy ngay lúc này. Vừa đúng lúc phim vừa hết thế là Khải Dương liền đưa cô về lại ký túc xá. Sáng hôm sau tại lớp vũ đạo, hôm nay là ngày Phương Lê và Lạc Ngôn dọn dẹp nên cô đã ngăn anh chuồn về trước. Sau đó cả hai bắt đầu dọn dẹp. Phương Lê vì quá lùn nên không lau được hết gương. Thấy vậy Lạc Ngôn đã giúp cô lau. Đột nhiên Khải Dương xuất hiện. Anh thấy cô đang dọn dẹp nên đã nói sẽ đợi cô ở bên ngoài. Phương Lê thấy việc cũng gần xong nên nhờ Lạc Ngôn làm giúp phần còn lại. Nào ngờ Lạc Ngôn lại đá đổ cả xô nước để cô ở lại dọn dẹp. Phương Lê thấy vậy liền chửi té tát vào mặt anh. Đang chửi thì cô vô tình đá vào cây lau nhà làm cái cây đập vào mũi cô. Vậy là cô ôm cái mũi đang chảy máu ra ngoài. Khải Dương thấy vậy liền đưa Phương Lê đến phòng y tế. Lạc Ngôn cũng lo lắng mà đi tìm cô. Nào ngờ thấy cô đang được Khải Dương chăm sóc. Đến khi cô phát hiện ra Lạc Ngôn thì anh lại lạnh lùng bỏ đi. Lúc này tại sân trường, Gia Nghi thấy Phi Phi đang đi giao trà sữa. Cô ta bắt Phi Phi xin lỗi chuyện tạc nước hôm trước, nhưng Phi Phi không chịu rồi bỏ đi. Lúc này Thi Tự cũng đi tới thấy Gia Nghi đang tức, giận, liền nói bản thân sẽ trả thù giúp cô ta. Vậy là Gia Nghi đưa Thi Tự đến quán Phi Phi làm việc. Cô ta muốn anh tán tỉnh Phi Phi, nhưng khi Phi Phi đồng ý yêu Thi Tự, thì anh phải lập tức chia tay. Nếu Thi Tự làm được thì Gia Nghi sẽ đồng ý hẹn hò với anh. Vậy là Thi Tự đã đồng ý làm chuyện này. Sáng hôm sau tại lớp học tâm lý, Lạc Ngôn gặp được một cô gái tên Tiểu Vi. Cô ấy muốn giúp anh tìm hiểu thêm về mặt tâm lý học. Sau đó tại quán cà phê, anh nói bản thân mình là kiểu khó thể hiện cảm xúc. Dù anh có làm chuyện tốt thì người cũng hiểu nhầm anh đang làm chuyện xấu. Vậy là Tiểu Vi liền khuyên Lạc Ngôn nên cười nhiều hơn là sẽ ổn. Lúc này Phương Lê tình cờ nhìn thấy nói là làm chiều hôm đó, Lạc Ngôn đã đến tìm Phương Lê. Anh nở một nụ cười, công nghiệp đến nói lời xin lỗi với cô. Anh nhìn thấy phông nền tạp chí của cô hơi sai nên muốn giúp cô sửa lại. Nhưng ngược lại Phương Lê phải giúp anh trông có thiện cảm hơn. Cô tưởng anh đang cố thay đổi vì Tiểu Vi nên đã đồng ý. Đầu tiên là tập cười, cô nói anh chỉ cần nghĩ đến người anh thích là có thể cười tươi được. Thứ hai chính là học cách khen ngợi người khác. Sau đó Lạc Ngôn cũng giúp cô sửa lại phông nền tạp chí. Tối hôm đó, để cảm ơn Lạc Ngôn, cô đã mời anh đi ăn mì gói. Trong lúc ăn anh còn giúp Phương Lê sửa lại tóc. Đột nhiên Tiểu Vi xuất hiện, Phương Lê liền gọi Lạc Ngôn ra ngoài. Ồ, nói anh nhanh chóng vận dụng cách cô dạy lúc chiều để đi nói chuyện với Tiểu Vi. Nhưng anh lại tức giận chửi cô lo chuyện bao đồng. Sáng hôm sau tại bệnh viện, ba của Khải Dương vừa nhập viện vì bệnh nặng và anh đang gánh trên vai tiền thuốc men của ba. Lúc này Iman cũng đến tìm Khải Dương. Cô ấy đã giúp anh trả tiền thuốc cho ba, nhưng đổi lại anh phải cùng cô ấy ra nước ngoài học tập. Sáng hôm sau tại trường, bản tạp chí điện tử của Phương Lê đã gặp vấn đề. Trong lúc cô không biết phải làm sao, thì Lạc Ngôn đã kêu cô thử dùng bản giấy để nộp. Cô nghe vậy thì thấy ý kiến này cũng hay. Cô còn khen anh thông minh. Sáng hôm sau tại thư viện, cô tra được bản tạp chí của mình đạt hạng nhất, liền vui vẻ đi báo tin này cho Lạc Ngôn biết. Cô còn muốn bao anh đi ăn. Sau đó cô lựa được một quán khá ngon. Khi hai người đang định đi ăn thì cô thấy Khải Dương đang đứng đợi mình. Vậy là Phương Lê liền hẹn Lạc Ngôn vào dịp khác. Cô cũng đem chuyện mời Lạc Ngôn ăn cơm cho Khải Dương biết, vì bài tập tạp chí cũng có phần của Khải Dương nên anh cũng muốn mời Lạc Dương. Lúc này tại quán trà sữa, Thi Tự vì muốn làm quen với Phi Phi nên đã cố tình bỏ lại ví tiền rồi rời đi. Nhưng anh không ngờ cô lại trả ví nhầm cho người khác. Để lấy lại ví tiền, Thi Tự đã đuổi theo người đàn ông đó. Phi Phi thấy vậy liền đuổi theo. Nhưng khi tìm thấy Thi Tự thì đã thấy anh mình đầy thương tích. Phi Phi cũng xin lỗi anh vì đã tùy tiện trả đồ cho người khác. Lúc này Thi Tự định gọi cảnh sát. Phi Phi vốn định ngăn cản vì sợ ông chủ biết, nhưng sau đó vẫn để Thi Tự gọi. Không những vậy cô còn cho anh số điện thoại của mình để sau này liên lạc. Trưa hôm đó tại một nhà hàng, Phương Lê đang đi ăn cùng Lạc Ngôn và Khải Dương. Cả buổi hai người đàn ông cứ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Lạc Ngôn thấy cô ngồi gần Khải Dương nên ngứa mắt. Anh định kéo cô qua chỗ mình thì bị Khải Dương ngăn lại. Phương Lê vì không muốn hai người đánh nhau chỉ có thể kéo ghế ra ngồi ở giữa. Tối hôm đó trên đường về ký túc xá, Lạc Ngôn tìm cô để hỏi về mối quan hệ của cô và Khải Dương. Nhưng vì nói không rõ ràng nên cô cứ đồng ý đại cho xong. Sáng hôm sau tại lớp vũ đạo, Phương Lê tử, cô giáo mới biết hôm nay Lạc Ngôn xin nghỉ. Buổi trưa tại canteen, cô định ngồi gần Lạc Ngôn thì anh lại mang thức ăn bỏ đi. Sau khi tan học, cô chạy đến tìm anh vì không biết lấy lý do gì tìm anh thì cô đã lấy việc chung nhóm lớp vũ đạo, nhưng anh cũng không quan tâm mà bỏ đi. Chiều hôm đó tại bờ sông, Thi Tự thấy Lạc Ngôn buồn thì liền rủ anh đến chỗ Phi Phi chơi. Thi Tự còn tìm hiểu hôm nay không có ca của Phương Lê nên anh mới chịu đi.
Lúc này tại quán trà sữa, Phi Phi vì có việc nên đã nhờ Phương Lê thay ca cho mình. Lạc Ngôn bước vào quán nhìn thấy Phương Lê liền muốn quay ra, thấy vậy thì tự vẫn khuyên anh đã đến đây rồi thì nên vào trong. Nhưng khi cô mang đồ uống lên đã vô tình chạm vào tay anh, vậy là Lạc Ngôn liền bỏ đi. Tối hôm đó, tại nhà Lạc Ngôn, anh lên mạng tìm cách để ghét một người, đó chính là chỉ nhìn vào khuyết điểm của người đó. Sáng hôm sau anh liền đánh giá qua Phương Lê một lượt, anh thấy cô chỗ nào cũng đều là khuyết điểm. Nhưng khi thấy Khải Dương ngồi gần cô, thì anh đã chắc chắn Khải Dương chính là khuyết điểm lớn nhất của cô. Sau đó trên đường về lại trường, Khải Dương đã mời Phương Lê đi ăn tối. Vậy là cô đã nhờ Phi Phi trang điểm và lựa đồ giúp mình. Tối đó tại nhà hàng, cô nhìn vào menu quán mà không dám gọi món gì vì quá đắt. Cùng lúc đó Phi Phi gặp được Thi Tự và Lạc Ngôn trên đường. Phi Phi nhớ lại lúc đi chơi tennis với Thi Tự, đã thấy Khải Dương ôm ấp Iman, cũng nói ra chuyện Phương Lê đã ăn tối với Khải Dương. Lúc này tại nhà hàng, Khải Dương nói, hôm nay mời cô đi ăn là để làm tiệc chia tay, vì anh và Iman sắp phải đi nước ngoài học tập. Anh vẫn luôn có tình cảm với Phương Lê nhưng hôm nay vẫn phải rời xa cô. Sau đó khi Khải Dương vừa lên xe buýt thì Lạc Ngôn cũng đang đi tìm cô khắp nơi. Lúc này Phương Lê vì thất tình mà vừa khóc vừa đi trên đường. Lạc Ngôn thấy cô như vậy liền bế cô rời đi. Anh đưa cô đến một con đường, sau đó bảo cô ngắm sao. Vì mỗi khi Lạc Ngôn có chuyện gì buồn thì sẽ đều đi ngắm sao. Phương Lê sau khi khóc xong thì đột nhiên nói chúc mừng sinh nhật anh. Lạc Ngôn có chút bất ngờ, nhưng vẫn an ủi cô đừng quá buồn vì thất tình. Sau đó anh đưa cô về ký túc xá. Lúc này cô đã mua một cái cây ở một tiệm ven đường, sau đó chạy lại tặng nó cho Lạc Ngôn. Anh không nói gì mà ôm chặt cô rồi nói lời cảm ơn. Quay về quá khứ, vào ngày họp phụ huynh vì Lạc Ngôn không ở gần người thân nên không có ai đến họp cho anh. Phương Lê thấy anh buồn bã chơi bóng rổ, cô liền rủ anh ra biển chơi. Vì mỗi lần cô buồn thì đều ra biển để sóng cuốn những muộn phiền của cô đi. Phương Lê phát hiện gần đó có một giàn cá khô, cô không kìm được mà lấy trộm một miếng. Phương Lê còn định chia sẻ với Lạc Ngôn, nhưng anh ghét mùi tanh của cá nên cứ chạy trốn mãi. Cuối cùng cả hai bị một con chó đuổi ra khỏi giàn cá khô. Sau đó Phương Lê lại rủ anh đi tắm biển, thấy Lạc Ngôn mãi không chịu xuống biển, cô liền hất nước biển vào mặt anh. Cô nhanh chân chạy đi nhưng cuối cùng vẫn bị Lạc Ngôn bắt lại. Quay về hiện tại, trong thư viện, Phương Lê đang nhớ về chuyến đi biển giữa mình và Khải Dương. Nhưng hiện tại Khải Dương đã sắp đi du học, làm gì có thời gian đi biển với cô. Tối hôm đó, Phương Lê đang đi về ký túc xá thì thấy trang cá nhân của Khải Dương đăng ảnh đi chơi cùng Iman. Vậy là Phương Lê đã chính thức thất tình. Sáng hôm sau tại sân vận động, Phương Lê đang chạy tập luyện chạy đường dài, làm Lạc Ngôn nhớ lại lúc ở canteen cô ăn rất ít, làm anh tưởng cô bị người ta lừa tiền nên mới không có tiền mua đồ ăn. Cả bài đăng trên trang cá nhân cũng rất gượng gạo, phải ba người Lạc Ngôn, Thi Tự, Phi Phi thấy cô như vậy liền lên kế hoạch để cô khóc, vì chỉ khi khóc cô mới có thể thoát ra khỏi trạng thái thất tình. Tối hôm đó tại nhà hàng, phải ba người kia thay phiên nhau chốt rượu Phương Lê, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra ý định của cả ba. Lạc Ngôn thấy vậy cũng nói mấy ngày qua cô sống như một trò cười. Vậy là Phương Lê liền khóc lóc rồi bỏ đi. Phi Phi đã đuổi theo Phương Lê. Phi Phi lúc này bức xúc vì cô cứ che giấu nỗi buồn của mình. Lúc trước hai người lúc nào cũng chia sẻ buồn vui với nhau, vậy mà bây giờ cô lại cứ kìm nén bản thân. Phi Phi vừa khóc vừa nói, nhưng đổi lại là một câu xin lỗi vì đã làm phiền của Phương Lê. Sáng hôm sau, tại quán trà sữa, Phương Lê đến xem ca làm tuần này, nhưng lại phát hiện Phi Phi đã xin nghỉ cả một tuần. Chiều hôm đó tại sân vận động, Phương Lê lại tiếp tục chạy bộ. Lúc này Lạc Ngôn đi đến hỏi cô tại sao lại block anh, thì Phương Lê chỉ nói là mình thích nên block thôi. Sau đó cô lại tiếp tục chạy bộ, nhưng không may cô lại bị té. Lạc Ngôn thấy vậy liền bế cô vào căn cửa hàng gần đó, anh nhẹ nhàng băng vết thương cho cô. Thấy Phương Lê vẫn đang buồn, Lạc Ngôn liền dẫn cô đến thủy cung chơi. Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của cô, anh không kìm được mà chụp lén cô. Nào ngờ Phương Lê phát hiện anh chụp lén mình, lại nhờ anh đi theo chụp hình cho cô. Chơi được một lúc thì Lạc Ngôn cho cô nghe tiếng cá khóc ở biển. Phương Lê nghe được một lúc thì khóc như mưa. Cô còn dựa vào vai anh khóc. Sau đó cô tự ti nói bản thân cô không tài, không sắc, cũng không biết cách ăn diện, nên Khải Dương mới không chọn cô. Lạc Ngôn nghe vậy liền nói cô là một cô gái tốt bụng. Anh còn khuyên cô nên đi xin lỗi Phi Phi, như vậy cô sẽ không đánh mất một người bạn tốt như Phi Phi. Phương Lê rất cảm động trước lời nói của Lạc Ngôn. Anh còn cho cô dựa vào ngực mình để cảm thấy yên tâm hơn. Sau đó Lạc Ngôn tặng cho Phương Lê một móc khóa hình con cá heo. Sáng hôm sau tại quán trà sữa, Phương Lê thấy Phi Phi đi làm lại liền bắt chuyện với Phi Phi. Nhưng lúc này Phi Phi vẫn còn giận. Phương Lê thấy vậy liền díu dít xin lỗi Phi Phi. Nhìn thấy cô khóc, Phi Phi đã không thể giận được nữa. Thế là hai người lại ôm nhau khóc. Vậy là hai người đã làm lành với nhau. Chiều hôm đó diễn ra cuộc thi chạy 5.000m. Vì lúc trước thất tình mà Phương Lê đã chót dại đăng ký tham gia.
Kết quả là cô giành được hạng chót của cuộc thi, nhưng ba người kia vẫn chúc mừng cô vì đã chạy đủ 5.000m. Tối hôm đó tại rạp phim, Thi Tự và Phi Phi đi xem phim kinh dị cùng nhau, nhưng Thi Tự cứ liên tục la hét toán loạn vì sợ hãi, đến nỗi Phi Phi phải bịch miệng anh lại. Sáng hôm sau diễn ra một cuộc thi bóng rổ, vì Thi Tự cũng tham gia nên cả Lạc Ngôn, Phi Phi và Phương Lê đều đi cổ vũ. Phi Phi thấy móc khóa hình còn cá heo dễ thương, nên đã hỏi cô chỗ mua, nhưng cô lại ngại ngùng không dám nói là được Lạc Ngôn tặng. Sau cuộc thi cả nhóm đến canteen ăn mừng vì đội Thi Tự thắng. Phi Phi nhìn thấy cô và Lạc Ngôn cứ là lạ, nên đã rủ Thi Tự đi lấy bánh để hai người lại nói chuyện riêng. Vì quá ngại nên Phương Lê cứ cắm đầu vào ăn. Kết quả là cô bị nấc cục vì ăn quá nhanh. Lúc này, anh hỏi cô thích anh à. Vậy là Phương Lê đã hết nấc cục. Sáng hôm sau anh lại rủ cô đi ăn cùng, nên cô đã ở trước gương chuẩn bị một hồi lâu. Nhưng khi anh đang đi về phía cô, thì có một người lạ đến gọi anh đi đâu đó. Tối hôm đó trời mưa to, khi Phương Lê đang đi trên đường, thì cô phát hiện Lạc Ngôn đang đi dầm mưa. Sau đó hai người đi đến một tiệm cắt tóc. Vì hôm nay tiệm nghỉ nên Lạc Ngôn đã gọi điện trách móc họ tại sao lại nghỉ vào đúng hôm nay. Thấy Lạc Ngôn làm loạn, cô đành thay anh xin lỗi chủ tiệm. Phẩy một lúc sau tại nhà Lạc Ngôn, Phương Lê giúp anh cắt tóc. Sau khi cắt xong thì anh cũng đã bình tĩnh lại. Sau đó khi cô đang tìm đồ ăn trong nhà Lạc Ngôn, thì anh lại đi ra ngoài ghế sofa ngủ. Cô liền ân cần đắp mền cho anh. Sau đó cô ra ngoài thì nhìn thấy ba anh đến. Tại một quán cà phê, ba anh và Phương Lê đang ngồi nói chuyện với nhau. Thì ra hôm nay là sinh nhật em trai cùng cha khác, mẹ của Lạc Ngôn. Hôm nay anh bị gọi về nhà ăn sinh nhật em trai. Đang ăn thì xảy ra cãi và rồi anh bỏ đi. Nên bây giờ nhìn thấy cô đi ra từ nhà Lạc Ngôn, ông ấy liền nhờ cô chăm sóc cho anh. Ba anh cũng nói về lý do Lạc Ngôn bị mất trí nhớ, đó là vì anh bị ai đó đánh đập quá nặng dẫn đến chấn thương não. Sau đó ông ấy nhờ cô trả lại ví tiền cho Lạc Ngôn giúp ông. Sáng sớm hôm sau tại quán trà sữa, Phi Phi vì mượn kem dưỡng tay của cô mà phát hiện ra ví tiền của Lạc Ngôn. Vậy là Phương Lê đành phải kể lại mọi chuyện cho Phi Phi nghe. Sau khi đã nghe hết chuyện của cô, Phi Phi chắc chắn Phương Lê đã thích Lạc Ngôn. Nhưng cô lúc này lại sợ anh không thích mình, sợ anh cũng giống như Khải Dương rời bỏ cô. Sáng hôm đó tại trường, anh nhìn thấy Phương Lê thì liền mua thêm một chai nước cho cô. Phương Lê cũng nhân cơ hội này trả lại ví tiền cho anh. Còn Lạc Ngôn lại lấy lý do son môi của cô bị lem để chạm vào môi cô. Xoa một hồi thì son môi bị lem thật. Sau đó tại sân thượng, Phi Phi biết tin Lạc Ngôn tặng nước cho cô thì liền nghĩ ra một cách thử lòng anh, đó chính là giả vờ hẹn hò với một người không có thật. Sáng hôm đó tại lớp học, khi cô đang định về thì có một người mang hoa tới nói là quà của bạn trai cô. Trưa hôm đó tại canteen, trong lúc Phương Lê và Phi Phi đang định ăn thì Lạc Ngôn đi tới hỏi cô về người bạn trai đó. Phương Lê liền nói người đó là đàn anh năm cấp 3 của cô, anh ấy hiện tại đang học ở nước ngoài. Lạc Ngôn nghe vậy chỉ chúc mừng Phương Lê tìm được tình yêu, sau đó lại bỏ đi chỗ khác. Phi Phi thấy vậy kêu Phương Lê cứ tiếp tục đăng ảnh hẹn hò để chọc cho anh ghe. Sau khi tan học tại một cửa hàng đồ nam, Phi Phi đã chụp hình cô và một con ma nơ canh. Sau đó cô đăng tấm hình đã qua chỉnh sửa lên trang cá nhân. Phẩy hai người còn đặt tên cho bạn trai ảo là Mr. L. Cùng lúc đó Lạc Ngôn ở cùng với Thi Tự đã nghi ngờ chuyện bạn trai của Phương Lê không có thật. Thi Tự nghe vậy cũng thấy nghi ngờ, hơn nữa Thi Tự còn nghĩ Phương Lê bày trò này để kiểm tra xem Lạc Ngôn có thích mình không. Chiều hôm đó Thi Tự còn chuẩn bị cho hai người vé đi xem hòa nhạc. Tối hôm đó, anh nhận được tin từ ba biết được hôm nay mẹ sẽ về thăm anh, nên đã bỏ mặc Phương Lê ở buổi hòa nhạc. Nhưng cuối cùng mẹ anh cũng không xuất hiện. Sáng hôm sau tại sân thượng, cô đã xin Phi Phi làm một cuộc tỏ tình với người bạn trai ảo kia. Chiều hôm đó tại vườn hoa, cô hẹn Lạc Ngôn đến hỏi anh có muốn cô nhận lời tỏ tình của đàn anh không. Nghe vậy anh liền tức giận nói cô rất hợp với đàn anh đó, còn chúc phúc cho cô. Phương Lê nghe xong liền buồn bã bỏ đi. Sau đó Thi Tự lại mời cả nhóm đi trượt băng. Ở đây họ vô tình gặp được Trịnh Trạch phẩy một. Đàn anh năm cấp 3 của cô cũng vừa mới đi du học về. Vậy là Phi Phi liền đẩy Phương Lê qua cho Trịnh Trạch. Lạc Ngôn thấy anh ta rất quen nhưng mãi không nhớ ra là ai. Sau khi trượt băng xong, Trịnh Trạch và Phương Lê cứ nói chuyện với nhau. Thậm chí Trịnh Trạch còn buộc dây giày cho cô. Lúc này cơn ghen của Lạc Ngôn đã lên đến đỉnh điểm. Phi Phi phải nhanh chóng kéo Phương Lê ra chỗ khác. Ở quầy nước, Phi Phi nói với cô là người bạn trai ảo đó được cô miêu tả rất giống Trịnh Trạch, nên chắc chắn Lạc Ngôn đã nghĩ đàn anh này chính là bạn trai cô. Đến nước này Phi Phi chỉ có thể kêu Phương Lê đi thuyết phục Trịnh Trạch giả làm bạn trai cô. Sau đó cả hai đi đưa nước cho mọi người. Đưa xong, Phi Phi liền bảo Trịnh Trạch đưa Phương Lê đi chơi riêng. Trên đường về ký túc xá, Phi Phi kể cho Thi Tự và Lạc Ngôn về Trịnh Trạch. Năm cấp 3 anh bị cô hóa và thầy thể dục giành giật vì cả hai đều muốn Trịnh Trạch đi thi môn của mình. Cuối cùng anh chọn tham gia cả hai môn hóa và thể dục. Sau khi kể xong, Phi Phi cũng nhanh chân về chỗ làm của mình. Cùng lúc đó tại một tiệm cà phê, Trịnh Trạch từ Phương Lê
Biết được Lạc Ngôn đã bị mất trí nhớ, lúc này Trịnh Trạch cũng kể về thời cấp 3 của Lạc Quân dưới góc nhìn của anh. Lúc đầu anh cho rằng Lạc Ngôn chỉ là cậu công tử, mặt trắng nên không quan tâm. Lần gặp thứ hai là ở sân bóng, lúc đó Lạc Ngôn vô tình dậm trúng giày của Trịnh Trạch. Dù Lạc Ngôn đã xin lỗi, nhưng đám bạn của Trịnh Trạch lại nói đây là giày phiên bản giới hạn. Vậy là Lạc Ngôn liền phân tích giày này có vẻ là pha ke. Trịnh Trạch lúc này chỉ có thể nói giày này là quà sinh nhật, nên anh không biết nó là giả. Sau đó đám bạn của anh biết Lạc Ngôn đang tính đường truyền của bóng bằng máy tính, liền bỏ rơi anh mà vây quanh Lạc Ngôn. Lần thứ ba gặp mặt là buổi ôn thi hóa, Lạc Ngôn vậy mà học chung với lớp 12, còn giải được bài khó mà Trịnh Trạch không giải được. Sau đó ung dung ngủ ở lớp. Sáng hôm sau vào giờ thể dục, Lạc Ngôn bắt Phương Lê đi mua nước ở canteen, còn bắt cô đi mua trong 5 phút. Lúc này Trịnh Trạch ở canteen đã nhận ra ý định của Lạc Ngôn là bắt cô tập chạy để qua bài kiểm tra thể dục. Nhưng khi cô mua nước về rồi thì Lạc Ngôn lại bắt cô đi mua loại khác. Anh còn dụ cô mở nắp chai coca làm Phương Lê ướt cả người. Vậy mà cô vẫn phải chạy đi mua nước cho anh. Sau tiết thể dục Lạc Ngôn về lại lớp thì thấy một đống đồ ăn vặt trên bàn. Biết nó là của Hoa Khôi lớp bên tặng, anh không ngần ngại tặng lại đống đồ ăn cho Phương Lê. Sau đó anh đòi cô cuốn chuyện mà cô dịch được. Thì thấy cô đụng nhẹ đã bị gãy móng tay. Tối hôm đó tại nhà thầy Khương, anh biết được nhà Phương Lê chỉ có mỗi cô và bà nội, nên anh đã chạy ra hiệu thuốc mua vitamin cho cô. Tình cờ hiệu thuốc này là của nhà Trịnh Trạch. Biết Lạc Ngôn vào mua vitamin, Trịnh Trạch cũng cảm thấy lạ vì sức khỏe của Lạc Ngôn khá tốt, nhưng sau cùng vẫn bán cho anh loại to nhất. Chiều hôm đó tại nhà Phương Lê, cô vừa về nhà đã thấy Lạc Ngôn ở đây. Anh nói lại có người mang quà đến cho anh, nên anh mang đến đưa cho cô ăn. Sau đó Lạc Ngôn phát hiện Phương Lê mang rất nhiều lon rỗng về, thì ra cô lấy mấy lon nước làm đồ thủ công để có thể bán lấy tiền. Sau khi anh về, Phương Lê đã đem đống đồ ăn anh mang tới đi đến quán bán lại. Cô còn gặp được Trịnh Trạch ở đây, và Trịnh Trạch cũng nhìn thấy hộp vitamin Lạc Ngôn mua lúc chiều, nhưng anh không hề nói cho Phương Lê biết mà chỉ kêu cô nên mang về uống. Quay về hiện tại, Phương Lê đang trấn tỉnh Phi Phi, vì hôm nay Phi Phi phải đi thử vai diễn. Phi Phi muốn diễn cảnh lái xe máy, nhưng lại mang giày cao gót. Thấy vậy Phương Lê liền đổi giày với Phi Phi, sau đó cô khó khăn đi trên đôi giày cao gót về ký túc xá. Cũng may lúc này Trịnh Trạch xuất hiện, thấy cô đi lại khó khăn, nên Trịnh Trạch đã chủ động chở cô về ký túc xá. Về đến nơi Trịnh Trạch còn giúp cô tháo mũ bảo hiểm. Đúng lúc này Lạc Ngôn xuất hiện, anh đang định nói cô không cần trả lại vé xem hòa nhạc, nào ngờ cô lại đổ cả cặp sách ra tìm vé để trả lại cho anh. Lúc này Trịnh Trạch lụng sách vở lên dùng, cô đã lấy đi một cuốn vở. Sau khi Trịnh Trạch đi, Lạc Ngôn và Phương Lê lại cãi nhau. Chiều hôm đó tại ký túc xá, khi Phương Lê đang phơi đồ thì Trịnh Trạch gọi tới anh, hẹn cô ngày mai đến học viện âm nhạc để lấy lại vở. Chiều hôm sau tại học viện âm nhạc, Phương Lê đã gặp Trịnh Khải để lấy lại vở. Cô cũng nhân lúc này nhờ anh giả làm bạn trai mình. Quay về quá khứ, Phương Lê lúc này đang tập giả chữ ký để viết đơn nghỉ phép, vì hôm nay có cuộc thi chạy và cả kỳ thi tiếng Anh. Trong lúc cô đang buồn chán thì Lạc Ngôn đã đến gọi cô xuống sân thể dục, nên cô vẫn phải ngoan ngoãn xuống thi thể dục. Chiều hôm đó tại phòng học, Phương Lê vì tưởng mình thi điểm kém nên không dám đi xem điểm, thì Phi Phi chạy tới báo điểm cho Phương Lê. Sau đó tại hồ bơi, Phương Lê và Phi Phi đều đang vui mừng vì cả điểm tiếng Anh và thể dục của cô đều rất tốt. Lúc này Phi Phi đã nghi ngờ Lạc Ngôn thích cô, nên mới bắt cô dịch sách và chạy đi mua đủ thứ. Nhưng Phương Lê nhất quyết không tin, vì cô cho rằng Lạc Ngôn chỉ là kẻ bắt nạt cô mà thôi. Cùng lúc đó tại sân trường, Lạc Ngôn đang nâng niu món đồ chơi Phương Lê làm, thì Hoa Khôi lớp bên xuất hiện, hỏi anh tại sao lại vứt bỏ đồ ăn của cô ta mà lại nâng niu đồ của Phương Lê. Để tin đồn anh và cô yêu sớm không bị lan truyền, anh đành vứt bỏ món đồ chơi của cô, nào ngờ cảnh này lại bị Phương Lê nhìn thấy. Quay về hiện tại, Lạc Ngôn đến ký túc xá tìm Phương Lê, thì biết được cô đang ở học viện âm nhạc. Lúc này tại chỗ Trịnh Trạch, Phương Lê đột nhiên phát hiện mình đến kỳ kinh nguyệt. Vậy là Trịnh Trạch liền đến cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh cho cô. Anh còn được bác bán hàng khen là một người bạn trai tốt. Tại học viện âm nhạc, Lạc Ngôn đã đến đây tìm Phương Lê. Anh nói với cô Trịnh Trạch là một người nguy hiểm. Tuy anh không nhớ được chuyện liên quan đến Trịnh Trạch, nhưng anh cảm nhận được Trịnh Trạch rất nguy hiểm. Đúng lúc này Trịnh Trạch quay trở về đưa băng vệ sinh cho Phương Lê. Còn Lạc Ngôn thấy anh ta quan tâm cô như vậy, cũng chán nản mà bỏ về. Tối hôm đó tại một nhà hàng, Thi Tự đã mời Phi Phi đi ăn, vì anh biết cô đã trượt buổi thử vai rồi. Để làm Phi Phi vui, Thi Tự đã nói mình là sát thủ buffet. Vậy là Phi Phi liền gọi hẳn 20 phần thịt làm Thi Tự xanh cả mặt. Sau một khoảng thời gian, Thi Tự dù đã ăn không nổi, nhưng vẫn mạnh miệng nói mình còn ăn chưa đã. Còn cô lại say xỉn nói cảm ơn anh vì đã đi ăn cùng cô. Sau đó cô còn tâm sự với anh về việc cô luôn phải cố gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ. Mặc dù nội tâm cô vẫn là một cô gái yếu đuối giống với những cô gái khác,
Nhưng vì để theo đuổi ước mơ trở nên nổi tiếng của mình, cô phải cố gắng trở nên thật mạnh mẽ. Thấy Phi Phi như vậy thì Tự chỉ có thể an ủi cô. Sáng hôm sau tại trường, Lạc Ngôn đang làm một game về tình yêu, nên thầy giáo muốn anh nhờ một bạn nữ nào đó chơi thử rồi nêu ý kiến. Sau đó anh liền tìm Thi Tự, bàn luận về việc Trịnh Trạch và Phương Lê có thật sự là người yêu của nhau hay không. Anh nói hai người không đăng avatar đôi, đồ đôi hay ảnh đôi trên trang cá nhân, và đặc biệt nhất là hai người đó chưa từng có một buổi hẹn hò nào cả. Cùng lúc đó ở trước ký túc xá, Trịnh Trạch đang nhờ Phương Lê quay video về trường cấp 3, thì Lạc Ngôn xuất hiện. Anh nói mình cũng được giao việc quay video, nên cũng đến đây nhờ cô. Vậy là ba người liền tạo thành một nhóm, đoạn đầu do Trịnh Trạch quay, toàn bộ kịch bản đều là do Phương Lê đảm nhận. Lạc Ngôn có không thích một vài đoạn thoại, thì Phương Lê cũng mặt kệ vì kịch bản do cô viết không thể sửa. Chiều hôm đó khi đang đi về, thì Phương Lê nhìn thấy một xe kem, nên đã mời hai người kia cùng ăn. Hôm nay có chương trình cho các cặp tình nhân, nên cô đã mua một phần tình nhân và một phần lẻ. Vậy là cô ăn phần lẻ, còn phần tình nhân sẽ cho Lạc Ngôn và Trịnh Trạch. Sáng hôm sau tại ký túc xá nữ, có một vụ cháy. Lạc Ngôn vì tưởng Phương Lê còn trong phòng nên đã chạy vào ký túc xá tìm cô. Lúc này Phương Lê cũng vừa đi lấy đồ bưu điện về. Cô biết Lạc Ngôn đã không ngại nguy hiểm để cứu mình, nên sau DSO, Phương Lê đã mời Lạc Ngôn đi uống cà phê để cảm ơn. Sau đó anh nhờ Thi Tự, Phi Phi và Phương Lê chơi thử game anh làm, nhưng không ai thích vì chơi game tình yêu mà còn phải giải tích phân. Mọi người vì để giúp anh có cảm giác tình yêu hơn, nên đã kêu cô đi hẹn hò với anh. Sau đó khi anh đưa cô về ký túc xá cũng đã ngỏ lời thử hẹn hò với Phương Lê. Quay về quá khứ, tại một buổi tập thể dục, Phương Lê đã bị các bạn nam bắt nạt. Mấy đứa đó còn đá quả bóng vào mặt cô, cũng may Lạc Ngôn đã đỡ cho cô. Tin đồn hai người yêu nhau lại càng lan rộng, đến nổi tại lớp học hai người phải nói chuyện bằng giấy. Nào ngờ đoạn tin đã bị thầy Khương đọc được, từ một đoạn thoại bình thường, qua giọng thầy lại trở thành đoạn thoại thân mật của cặp tình nhân. Vậy là Phương Ngôn đã bị mời phụ huynh. Sau khi tan học, Lạc Ngôn muốn xin lỗi cô, nhưng Phương Lê lại tức giận bỏ đi. Lúc đó Lạc Ngôn đã xông vào lớp của Trịnh Trạch đòi đánh anh, vì chính Trịnh Trạch đã mách lẻo với thầy Khương. Lúc đó thầy Khương lại xuất hiện đuổi Lạc Ngôn về lại lớp. Quay về hiện tại ở quán cà phê, Phương Lê đã nhờ Phi Phi tư vấn tình cảm. Vì Phi liền nói khi yêu đương thì phải mời cơm hay tặng quà. Vậy là sáng hôm sau cô đã mang cơm theo để Lạc Ngôn ăn. Khi tan học cô vô tình gặp Trịnh Trạch ở trong thang máy, anh muốn mời cô tham gia buổi diễn đường phố gì đó, nhưng cô lại từ chối vì đã bận đi chơi với Lạc Ngôn. Sau đó vì người vào thang máy quá đông, làm Phương Lê vô tình để lại dấu son trên áo Trịnh Trạch. Cô liền ngại ngùng nói muốn giặt giúp anh, nhưng Trịnh Trạch lại từ chối nói anh có thể tự giặt được. Lúc này Lạc Ngôn xuất hiện, anh liền nói Phương Lê là bạn gái mình và giúp cô xin lỗi Trịnh Trạch. Sau đó tại công viên, Lạc Ngôn đã hỏi cô về vết son trên áo Trịnh Trạch. Phương Lê liền đứng dậy diễn tả lại cảnh cô để lại vết son trên áo Trịnh Trạch. Giải thích xong cô liền đưa súp gà cho Lạc Ngôn ăn, là đồ Phương Lê nấu tất nhiên là anh khen ngon. Tối hôm đó tại một nhà hàng, Thi Tự đã mời Phi Phi đến đây. Trong lúc hai người đang thả thính nhau, lại vô thức uống rất nhiều rượu. Đến khi cả hai đã say mềm, thì Thi Tự mới bắt đầu tỏ tình Phi Phi. Nhưng Thi Tự chưa kịp nói xong, thì Phi Phi đã gục ngã vì quá say. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn đầu đời. Sáng hôm sau tại một quán cà phê, Thi Tự hẹn Phi Phi ra đây để nhắc về nụ hôn hôm qua. Nhưng Phi Phi lại làm như mình không nhớ gì cả để dụ Thi Tự tỏ tình. Nào ngờ anh ngốc quá không nhận ra nên Phi Phi đã bỏ đi. Lúc này tại phòng thí nghiệm, Phương Lê đã tạo ra một đống kẹp sách bằng lá. Khi làm xong thì Trịnh Trạch tìm đến, anh đã xin cô một cái để dán vào nhạc phổ. Vậy là cô đã cho anh chọn một cái, cũng may anh không chọn cái hình trái mà cô định tặng cho Lạc Ngôn. Nói là làm cô nhanh chân đi tặng chiếc lá hình trái tim cho Lạc Ngôn. Sau đó anh từ chỗ của Thi Tự biết được tặng đồ thủ công có ý nghĩa rất lớn. Sau đó anh lại phải an ủi trái tim bé bỏng của Thi Tự. Nhớ về quá khứ, Lạc Ngôn vì để Phương Lê không bị mời phụ huynh, đã thừa nhận với thầy Khuyên là do anh đơn phương thích cô. Vậy là sau hôm đó thầy đã nói Phương Lê về lại chỗ cũ ngồi. Quay về hiện tại, anh phát hiện Trịnh Trạch cũng có kẹp sách hình chiếc lá. Biết được nó cũng là do Phương Lê tặng anh liền giận dữ bỏ đi. Tối đó anh còn trễ hẹn khiến Phương Lê đợi anh rất lâu. Nhưng khi gặp mặt anh lại trách cô tại sao lại tặng đồ cho Trịnh Trạch, còn vứt cả chiếc lá cô tặng xuống đất rồi bỏ đi. Sau đó cô đã đốt cây pháo bông chuẩn bị sẵn, rồi ngồi đó khóc một mình. Trưa hôm sau tại canteen, Thi Tự biết anh ném đồ Phương Lê tặng, đã tức giận thông não cho anh một hồi. Nhưng Lạc Ngôn vẫn tự cho mình là đúng, còn vô tình lướt qua cô. Thi Tự liền nói giúp cho Lạc Ngôn, nhưng Phương Lê vẫn tức giận bỏ đi. Trên đường đi cô vừa gọi điện cho Phi Phi vừa chửi mắng Lạc Ngôn, nên đã vô tình đụng trúng Trịnh Trạch. Anh liền mời cô đi chơi gôn cùng mình, anh còn phóng khoáng mời cả Phi Phi đi cùng. Sáng hôm sau tại sân gôn, Phương Lê bất ngờ với việc Phi Phi biết chơi gôn.
còn Trịnh Trạch thấy cô mãi vẫn chưa đánh được, liền tận tình chỉ dẫn cho Phương Lê. Phi Phi ở bên cạnh nhìn thấy Trịnh Trạch dịu dàng với Phương Lê như vậy, liền muốn ghép đôi cô với Trịnh Trạch. Sau khi ba người chơi xong, anh còn nhiệt tình đi mua đồ ăn cho Phi Phi và Phương Lê. Sau khi anh đi, Phi Phi đã khuyên cô nên suy nghĩ lại về việc thích Lạc Ngôn, vì với Phi Phi thì người đàn ông dịu dàng như Trịnh Trạch vẫn thích hợp với Phương Lê hơn. Sau đó Trịnh Trạch đưa cô về ký túc xá. Ở đây Phương Lê đã chủ động chia đôi số tiền hôm nay đi, vì cô muốn nói rõ với Trịnh Trạch là cô chỉ coi anh là bạn. Chiều hôm sau tại lớp tâm lý học, Tiểu Vi mời Lạc Ngôn đi ăn tối. Cùng lúc đó tại trường, Trịnh Trạch đang mời Phương Lê đi xem đêm hội ở trường anh. Dù Trịnh Trạch lấy rất nhiều lý do để cô đi cùng, nhưng Phương Lê vẫn từ chối. Sau đó tại quán ăn, Tiểu Vi và Lạc Ngôn đang ăn thì bắt gặp Trịnh Trạch và Phương Lê cũng tới đây, phải bốn người họ cùng ghép thành một bàn để ăn. Vậy là trên bàn ăn luôn có một cảm giác gượng gạo. Trịnh Trạch còn cố ý gắp thức ăn cho Phương Lê, làm Lạc Ngôn nổi cơn ghen rồi chửi bới tùm lum. Vậy là anh à Phương Lê lại cãi nhau. Anh còn nói sẽ cùng Tiểu Vi nghiên cứu chuyện yêu đương. Nghe vậy cô cũng đồng ý chuyện đi cùng Trịnh Trạch đến đêm hội âm nhạc. Sau đó khi cả hai đã về trường, Lạc Ngôn vẫn không nhìn được mà hỏi Phương Lê thật sự muốn đi đêm hội đó sao. Sáng hôm sau tại vòng cá tính của một bộ phim nổi tiếng, Phi Phi đang diễn cùng một bạn nam khác, nhưng vì nhịn ăn để ép cân nên cô đọc lộn thoại. Phim thành tên Các Món Ăn, đã thế vì quá đói mà Phi Phi ngất luôn trong phòng cá tính. Sau đó tại một nhà hàng, Thi Tự vì để an ủi Phi Phi nên đã gọi ra một bàn đồ ăn toàn những món cô thích. Lúc này Thi Tự cũng tỏ tình với cô, vậy là cả hai đã chính thức quen nhau. Cùng lúc đó tại sân trường, Phương Lê đang nghe Trịnh Trạch hát, trong đầu lại nhớ đến Lạc Ngôn. Sau khi nghe Trịnh Trạch hát xong, cô chủ động đi mua nước cho anh. Lúc này Lạc Ngôn lại tìm đến chỗ Trịnh Trạch, anh ta lại giở trò ly gián. Trịnh Trạch thấy Phương Lê trở về, liền nói móc Lạc Ngôn để anh nói những câu che bai Phương Lê. Vậy là cô và Lạc Ngôn lại cãi nhau, cô còn đòi chấm dứt cả tình bạn của hai người. Sau đó Lạc Ngôn được Tiểu Vi an ủi. Tiểu Vi khuyên anh nên làm lành với Phương Lê, nếu không muốn thấy cô ở bên người khác. Tối hôm đó khi đang ngồi lướt mạng xã hội, anh thấy Trịnh Trạch đăng hình Phương Lê lên trang cá nhân. Sau đó Lạc Ngôn chạy ra ngoài hồ bơi. Sau khi mất trí nhớ, anh vẫn luôn sợ nước, nhưng vì cô anh quyết định xuống nước để tìm lại ký ức. Trong trí nhớ của Lạc Ngôn, anh thấy lúc mình bị đánh có xuất hiện Trịnh Trạch. Cùng lúc đó tại họp đêm, Trịnh Trạch đứng trước mặt mọi người tỏ tình Phương Lê. Thấy cô muốn từ chối, anh liền nắm tay cô không buông. Lúc này Lạc Ngôn xuất hiện kéo tay Phương Lê đi, Trịnh Trạch liền đuổi theo. Anh ta trách cô vì Lạc Ngôn mà chia tay mình. Vậy là Lạc Ngôn liền xông vào đánh nhau với Trịnh Trạch. Lúc Lạc Ngôn chiếm ưu thế thì bị đàn em của Trịnh Trạch giữ lại. Anh ta ghen tị vì hồi cấp 3 bị Lạc Ngôn vượt mặt, nên hiện tại anh ta rất sảng khoái khi đánh Lạc Ngôn. Đột nhiên Phương Lê xuất hiện với cái bình cứu hỏa. Cô mở bình phun vào đám người Trịnh Trạch. Tại bến xe buýt, cô đã xin lỗi Lạc Ngôn vì đã trách nhầm anh. Vậy là hai người lại làm lành với nhau. Cô cũng hứa sẽ giúp anh chơi thử game mà anh mới làm. Sáng hôm sau tại nhà Lạc Ngôn, anh vừa ngủ dậy đã cười, đi đánh răng cũng vẽ hình trái tim trên gương, rồi anh vui vẻ đi chăm sóc cây mà Phương Lê tặng. Sau đó tại trường, cô vừa thấy anh thì lại tránh, nhưng lại vô tình đụng phải người khác. Anh liền chạy đến giúp cô lượm sách vở, sau đó anh đưa cô đến thư viện kín học bài. Cả hai ngồi một lúc thì Lạc Ngôn bắt đầu muốn nắm tay Phương Lê, nhưng vì ngại quá mà anh đã chạy ra ngoài hít thở. Khi anh quay lại còn mang theo một đống đồ ăn vặt. Cùng lúc đó tại trường Phi Phi, cô cùng Thi Tự đang đi chơi ở các sạp trò chơi, phải hai người ngay lập tức tham gia vào trò ăn bánh theo kiểu cặp đôi. Để giành được chiến thắng, Phi Phi đã hôn môi Thi Tự, kết quả giành được phần thưởng là một con gấu bông. Lúc này có hai người bạn của Giang Nghi bắt gặp Thi Tự, anh lại giấu giếm việc Phi Phi là bạn gái anh, làm cô tức giận bỏ về. Tối hôm đó tại thùng trứng may mắn, Phương Lê đã quay được một quả trứng có lá thăm may mắn. Vậy là cô liền cầu xin trời Phật độ cô qua kỳ kiểm tra. Còn Lạc Ngôn lại nắm lấy tay Phương Lê cầu nguyện. Sau đó anh tỏ tình với cô, nhưng Phương Lê chưa kịp đồng ý thì Thi Tự đã chạy đến ôm anh khóc lóc. Vậy là cô vì quá ngại nên đã bỏ chạy. Sau đó tại một quán ăn, Lạc Ngôn phải ngồi nghe Thi Tự tâm sự. Lúc này Thi Tự hỏi anh là có thể nào cùng lúc yêu hai người được không, vì Thi Tự hình như đã thích cả Ghi Nghi và Phi Phi. Sau đó tại ký túc xá, Mạc Ly đột nhiên mang bánh đến cho cô. Thì ra Mạc Ly thấy cô học giỏi nên muốn cô chia sẻ phần ôn. Vậy là Phương Lê liền đưa vở ghi chép cho Mạc Ly. Sáng hôm sau tại trường, Giang Nghi thấy Phương Lê vào thư viện kín, liền khóa cửa nhốt cô ở lại. Bên trong Phương Lê phát hiện ra cửa bị khóa, liền hỏi Lạc Ngôn còn chìa khóa nào không, nhưng anh vì muốn ở bên cô nên đã nói dối là mình không mang theo. Cùng lúc đó Phi Phi và Thi Tự đang đi chơi thì bị Giang Nghi bắt gặp. Cô ta liền nhắn tin với Thi Tự về kế hoạch lúc trước, nhưng Thi Tự lại không dám trả lời. Đêm hôm đó tại thư viện, Lạc Ngôn vì lấy sách giúp cô mà bị đụng đầu vào tủ. Vậy là Phương Lê liền thổi để anh hết đau, làm Lạc Ngôn ngại đến đỏ cả mặt.
Sáng hôm sau Lạc Ngôn dậy trước nhưng khi Phương Lê dậy thì anh lại giả vờ ngủ. Cô thấy anh ngủ ngon liền lấy áo khoác đắp cho anh. Lúc này cô nhìn thấy chìa khóa trong túi áo anh. Lạc Ngôn liền giải thích nhưng Phương Lê không tin. Đã thế anh lại còn không chịu đưa lại chìa khóa cho cô. Làm cô trong lúc giành lại chìa khóa đã bị ngã ra ghế. Thế là hai người bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên thầy giáo đi vào. Tưởng hai người đang làm chuyện người lớn ở đây. Thầy liền chửi cả hai một trận. Hôm nay là ngày thi của Phương Lê. Nên Lạc Ngôn đã giữ thầy lại để cô chạy đi thi. Sau đó tại phòng thi, sau khi mọi người thi xong, Mạc Ly đã đến hỏi Phương Lê hôm qua đi đâu, rồi cảm ơn cô vì cuốn vở ôn. Thấy Mạc Ly thi tốt nhờ Phương Lê, thi tự cũng xin được cô giúp ôn tập. Bên này tại thư viện, Giang Nghi thấy cửa thư viện mở, liền chạy lại xem bên trong thì nhìn thấy Lạc Ngôn. Cô ta nhanh chân rời đi nhưng vẫn bị Lạc Ngôn chặn lại. Cô ta biết việc mình nhốt Phương Lê đã bị lộ, liền ôm Lạc Ngôn để mong được anh bỏ qua. Nào ngờ cảnh này đã bị Phương Lê cùng Mạc Ly và thi tự nhìn thấy. Cô vì quá sốc nên đã bỏ đi. Sáng hôm sau tại trường, Lạc Ngôn đến đưa nước và hẹn cô đi chơi. Nhưng cô vẫn còn giận mà bỏ đi. Sáng hôm sau, cả Phương Lê và Mạc Ly đều đến phòng thi muộn. Vì sáng nay đã có ai đó tắt báo thức của hai người, nên giờ cả hai đều không được vào thi. Tối hôm đó, Phương Lê đau buồn đến hộp trứng may mắn. Cô điên cuồng mở các hộp trứng. Đúng lúc đó Lạc Ngôn đi tới. Anh ngăn cô lại vì việc này là đang phá hoại tài sản công cộng. Nhưng cô vẫn tiếp tục lấy trứng. Không có được lá thăm may mắn, cô lại điên cuồng đập vào hộp trứng may mắn. Lạc Ngôn liền ôm Phương Lê lại để giúp cô bình tĩnh. Đến khi cô ổn định thì cùng với Lạc Ngôn thu dọn đống trứng may mắn. Anh không hề chửi mắng gì Phương Lê mà còn chọc cho cô cười. Cùng lúc này tại ký túc xá, Phi Phi chạy đến chỗ Giang Nghi, chửi mắng cô ta vì đã tắt báo thức của Phương Lê. Thi Tự cũng chạy đến đây. Vậy là Giang Nghi đã biết chuyện Thi Tự và Phi Phi yêu nhau. Cô ta liền nhắc lại giao kèo lúc trước, nếu như Thi Tự tán tỉnh được Phi Phi thì sẽ có cơ hội được hẹn hò với Giang Nghi. Thi Tự liền giải thích việc giao kèo đó là có thật, nhưng anh đã thật lòng yêu Phi Phi. Tất nhiên là Phi Phi không tin cô tạt nước vào mặt anh rồi bỏ đi. Sau đó Phi Phi và Phương Lê vô tình gặp nhau, cả hai ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Hai người đều không ngờ bản thân lại bị Giang Nghi hãm hại như vậy. Vậy là Phương Lê và Phi Phi quyết định về quê cho khuây khỏa. Sáng hôm sau tại quê Phương Lê, cô đang vui vẻ ngắm nắng thì lại nghĩ đến số tiền phải đóng để thi lại thì liền buồn bã. Sau đó trong giờ cơm sáng, bà Phương Lê đã trách mắng cô về việc không đi thi. Bà nghĩ Phương Lê vì lo yêu đương nên mới không để ý việc học. Cô liền giải thích là mình không yêu ai cả, còn việc thi cử thì chỉ là tai nạn mà thôi. Cùng lúc đó tại một quán ăn, Lạc Ngôn dùng gấu bông để thay thế Phương Lê ngồi ăn với anh. Nhưng khi về nhà Lạc Ngôn còn phải an ủi Thi Tự. Sau đó cả hai đều cảm thán trước độ lạnh lùng của con gái, vì cả Phi Phi và Phương Lê đều cắt đứt liên lạc với họ. Đột nhiên Lạc Ngôn cảm thấy có vẻ Phương Lê đã về quê. Vậy là tối hôm đó tại Long Hưng, khi cô đang ngắm trăng thì nhận được tin nhắn của Lạc Ngôn. Anh nói nếu cô ước với Trăng là muốn gặp được anh ngay lập tức thì anh sẽ xuất hiện. Nghe vậy cô nhanh chân chạy xuống nhà thì phát hiện Lạc Ngôn đang ở trước cổng. Chưa vui vẻ được bao lâu thì cô phát hiện bà mình đang về. Vậy là Phương Lê liền đem Lạc Ngôn lên phòng mình giấu. Vì phòng cô không có gì ăn nên cô đã lấy rượu thanh mai cho anh chấm, hai người cùng nhau ăn quả bên trong. Nên tối đó cả hai đều say vì ăn quả đó. Sáng hôm sau khi Lạc Ngôn vừa ngủ dậy thì bà Phương Lê đã vào phòng cô và phát hiện ra hai người đang ngủ cùng nhau. Bà thấy vậy lập tức ngất xỉu. Sau đó tại bệnh viện, bà vừa tỉnh dậy thì đã đuổi Phương Lê ra ngoài. Lạc Ngôn thấy cô ra thì liền xin lỗi cô. Anh còn muốn để bà bình tĩnh thì sẽ giải thích với bà. Nhưng Phương Lê sợ bà mình lại không chấp nhận rồi bị tăng huyết áp. Nghe vậy anh liền đưa hộp cơm cho cô. Nào ngờ Phương Lê lại hất đổ hộp cơm rồi đuổi Lạc Ngôn về. Sau đó anh liền buồn bã đi về. Trên đường về anh gặp được thầy Khương. Vậy là thầy đưa anh về nhà thầy ăn cơm. Từ chỗ thầy anh biết được lý do bà ghét anh là vì hồi cấp 3 anh thường xuyên bắt nạt Phương Lê, còn khiến cô ở trước mặt thầy trở thành học sinh cá biệt. Rồi anh nghe lời thầy về trường để tìm kiếm ký ức, nhưng trong đầu anh chỉ hiện ra mỗi hình dáng của Phương Lê. Sau đó anh ra tiệm sách đứng đợi xe buýt thì thầy Khương chạy tới đưa anh món quà mà mẹ Lạc Ngôn tặng năm anh học lớp 10. Lạc Ngôn nhớ lại lúc đó anh đã ném món quà vào thùng rác. Sau đó Phương Lê biết anh buồn vì mẹ không đến nên cô đã ra sức làm anh vui, thậm chí cô còn vừa tắm mưa vừa hát. Nhưng khi cả hai vào lại trong lớp, Phương Lê đã đưa lại món quà đó cho Lạc Ngôn. Nào ngờ anh lại giận lây sang cô, anh không những chửi mắng mà còn bỏ đi để mặc cô ở lại trường. Quay về hiện tại, Lạc Ngôn đến trường tìm Phương Lê thì phát hiện cô đang ngồi ở hồ bơi. Cô gặp anh liền nói xin lỗi vì những lời cô nói ở trong bệnh viện, thì anh lại nắm tay cô nói xin lỗi vì những hành động trước kia. Sau đó hai người ôm nhau và thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương. Vậy là cả hai đã chính thức quen nhau. Sáng hôm sau tại thư viện, Lạc Ngôn đã tặng cho Phương Lê một bình nước giữ nhiệt. Sau đó anh lấy ra trong cặp một cái bình tương tự, bên trên còn có chữ yêu em bằng tiếng Anh. Nào ngờ Phương Lê rốt tiếng Anh nên không hiểu chữ trên đó nghĩa là gì. Lạc Ngôn thấy vậy chỉ đành bất lực.
Sau đó anh dùng số liệu để tìm quán ăn. Vì là buổi hẹn hò đầu tiên nên anh rất cố gắng để tìm được một nơi hoàn hảo. Lúc này Phương Lê nói với anh là cô có một cuộc hẹn với Phi Phi, dù Lạc Ngôn muốn ngồi với cô một chút nữa, nhưng lại không có lý do nào hợp lý nên chỉ đành nhìn cô rời đi. Sau đó tại quán cà phê, Phương Lê ngồi nghe Phi Phi than thở về chuyện của Thi Tự. Thấy bạn mình buồn nên cô cũng ngại nói ra chuyện mình và Lạc Ngôn sắp hẹn hò. Vì không biết chuyện hẹn hò của hai người, nên Phi Phi đã nói nếu ai làm người yêu của Lạc Ngôn thì sẽ khổ lắm. Vì anh chính là nam thần và là người trong mộng của biết bao cô gái. Sau đó Phương Lê về lại trường, thì bắt gặp một fan girl của Lạc Ngôn đang đi kéo phiếu cho anh, vì trường đang mở cuộc thi về sáng tạo game. Lúc này cô về lại ký túc xá thì nhận ra nếu cả trường biết chuyện cô và Lạc Ngôn quen nhau thì cô sẽ chết rất thảm. Suy nghĩ một lúc thì Phương Lê quyết định lên đồ để đi ăn với Lạc Ngôn. Còn Giang Nghi ở trong phòng nhìn thấy hai người đi cùng nhau và cả bình nước đôi liền chắc chắn Lạc Ngôn và Phương Lê đang hẹn hò. Tối đó tại một nhà hàng phẩy hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Phương Lê xin đi vệ sinh vì cô đang quá căng thẳng. Lúc này Giang Nghi và một người bạn tìm đến nhà hàng này, nhìn thấy Lạc Ngôn cả hai liền chạy lại hỏi anh đang đi ăn cùng ai thì lại bị Lạc Ngôn móc mỉa là đồ nhiều chuyện. Thấy không cãi được Lạc Ngôn, Giang Nghi liền cùng cô bạn kia vào nhà vệ sinh tìm người. Lúc này tại nhà vệ sinh, Phương Lê nhận được điện thoại của Lạc Ngôn. Anh nói Giang Nghi đang tìm cô, vậy là Lạc Ngôn nói liền tìm cớ cầm chân Giang Nghi lại để Phương Lê nhanh chân chạy ra ngoài. Đến khi cô chạy được thì anh liền bỏ mặc cho Giang Nghi vào nhà vệ sinh tìm. Sau đó hai người ra ngoài công viên đi dạo. Phương Lê rất tiếc buổi ăn hôm nay vì nhà hàng đó được Lạc Ngôn lựa chọn rất kỹ. Nhưng anh lại nói chỉ cần ở cạnh cô thì có tìm thêm vài nhà hàng nữa cũng được. Sáng hôm sau tại trung tâm mua sắm, Phương Lê và Lạc Ngôn đi mua vest cho anh. Sau đó cô còn cẩn thận chọn cà vạt cho anh. Nhưng vì không biết thắt cà vạt nên Lạc Ngôn đã nhờ cô vào thắt hộ. Ở trong phòng thay đồ anh liên tục ép sát cô vào tường. Khi anh đang định hôn cô thì có một người xông vào mượn phòng thay đồ. Đến khi thanh toán thì vì Lạc Ngôn đẹp trai nên chủ tiệm đã xin anh chụp một tấm để quảng cáo cho tiệm. Phương Lê thấy như vậy có thể giảm giá liền chụp cho anh. Sau đó Lạc Ngôn cũng chụp ảnh cùng cô. Trưa hôm đó khi cả hai học chung một lớp, Giang Nghi thấy anh cứ ngồi nhìn Phương Lê nên đã cố ý chắn tầm nhìn của anh. Nào ngờ cô giáo thấy anh cứ ngồi nghiêng ngả nên đã chuyển anh lên bàn đầu ngồi với Phương Lê. Thấy vậy hai người còn lén lút nắm tay nhau trong lớp. Sau đó hai người bị kéo đến một quán cà phê ngồi nghe Thi Tự tâm sự. Phương Lê vì thấy Thi Tự cũng đáng thương nên đã đồng ý giúp anh ấy làm lành với Phi Phi. Nào ngờ vì việc này mà chuyện hai người đang hẹn hò xém nữa bị Thi Tự phát hiện. Nhưng cuối cùng thì Thi Tự vẫn không nhận ra được chuyện hai người yêu nhau. Sáng hôm sau Lạc Ngôn lên phát biểu về game mà anh tạo ra. Đột nhiên có một fan girl hỏi anh về gu bạn gái. Vậy là Lạc Ngôn liền miêu tả rõ về Phương Lê trong mắt anh. Tất nhiên vì anh cứ nhìn về phía cô nên cô fan girl kia đã phát hiện người anh nói đến Phương Lê, còn nói cô không xứng với anh. Nghe xong Lạc Ngôn liền đứng trước mặt cô ta, nói bạn gái anh không đến lượt cô ta phát xét. Sau khi tan học, cô đưa anh đến tượng nhà bác học trong trường cầu nguyện. Cả hai đã đứng trước bức tượng hứa với đối phương là sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Sau đó cả hai cúng cho bức tượng hai quả táo rồi rời đi. Sáng hôm sau vì mãi mơ về Lạc Ngôn nên Phương Lê đã dậy muộn. Khi cô vội chạy đi học thì lại gặp được anh. Vì mãi nhìn anh nên cô đã vào lớp muộn, thầy giáo khó tính vẫn ghi cô không đi học. Lúc này Lạc Ngôn xuất hiện nói với thầy là anh sẽ giúp thầy sửa phần mềm. Vậy là thầy giáo đã bỏ qua cho cô việc đi học muộn. Sau khi tan học hai người nắm tay nhau đi trên đường. Đột nhiên cô nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau làm cô lại nhớ đến giấc mơ hôm qua. Vì ngại quá nên Phương Lê đã nhanh chân chạy về ký túc xá. Còn Lạc Ngôn vẫn tiếp tục đi dạo quanh trường. Đang đi thì anh gặp được ba mình, ông mang cho anh ít đồ ăn ở quê. Sau đó cả hai về nhà Lạc Ngôn. Ba anh biết chuyện anh và Phương Lê đang yêu nhau nên đã tặng cho anh chiếc xe ông đang đi để anh đưa rước Phương Lê đi chơi. Tối hôm đó tại ký túc xá, Phương Lê nhận được một đống thạch rau câu từ Lạc Ngôn. Cô vui vẻ chia sẻ cho Mạc Ly nên Mạc Ly đã giới thiệu cho cô làm gia sư cho một cậu bé cấp 1. Tuy nhà cậu bé có hơi xa khu ký túc nhưng Phương Lê vẫn vui vẻ nhận công việc này. Sáng hôm sau tại cửa hàng tiện lợi, cô đang nói với Lạc Ngôn về chuyện đi làm gia sư thì đột nhiên một con chó xuất hiện. Anh vui vẻ vuốt ve con chó rồi kể với Phương Lê về con chó tên Quả Quả. Nó là con chó anh nuôi từ nhỏ nhưng đã qua đời vì bệnh tật. Sau đó khi Phương Lê đang đứng đợi xe buýt thì cô lại nhớ đến Quả Quả. Cô liền đăng trên trang cá nhân nói có lẽ Quả Quả sẽ rất đáng yêu. Chiều hôm đó Lạc Ngôn đi đón Phương Lê đi ăn. Vậy là cô liền lấy ra một túi bánh mì, cô nói mình đã ăn cái này rồi nên không cần tốn tiền đi ăn nữa. Lạc Ngôn cũng không thể thuyết phục được cô, anh chỉ đành chở cô về nhà. Khi ra chỗ đỗ xe, Phương Lê bất ngờ vì ba Lạc Ngôn đã tặng cho anh chiếc xe này. Khi lên xe anh còn tuyên bố vị trí ghế phụ sẽ mãi là của cô. Sau đó Lạc Ngôn giúp cô cài dây an toàn. Lúc này anh đang định hôn Phương Lê thì đột nhiên cô bị ợ nóng. Sau đó Phương Lê bắt đầu bị đau bụng. Khi về đến ký túc xá cô còn bị nôn ói. Đám Giang Nghi thấy cô như vậy liền lại giúp đỡ. Thì thấy Lạc Ngôn xuất hiện đưa cô đi bệnh viện.
liền nghĩ chắc chắn cô đã mang thai. Sau đó tại bệnh viện, bác sĩ nói Phương Lê bị đau dạ dày và phải nhập viện. Lạc Ngôn lập tức làm thủ tục nhập viện cho cô, nhưng vì giường khoa dạ dày đã hết, anh đành phải để cô nằm ở khoa sản. Sau đó Phương Lê gọi cho Phi Phi nói mình bị bệnh nên nhờ Phi Phi xin nghỉ làm giùm, vì quá lo lắng nên Phi đã đến bệnh viện thăm Phương Lê và biết được cô đang ở khoa sản, vậy là Phi Phi cũng tưởng cô có thai. Cứ như vậy Lạc Ngôn và Phương Lê vui vẻ trong bệnh viện mà không biết tin đồn có thai đang lan truyền khắp nơi. Đến khi Phương Lê xuất viện, Mạc Ly liền chăm sóc cô tận tình, còn Lạc Ngôn thì được dạy một khóa học làm cha. Đến cả ba anh cũng tìm đến nói anh nên cưới cô để làm tròn trách nhiệm. Chiều hôm đó tại nhà Lạc Ngôn, anh và Phương Lê đang ngồi nghĩ cách để mọi người biết được cô không mang thai. Vậy là cả hai đã tham gia vào một trò chơi hoạt động mạnh. Cứ như vậy cả hai vừa giành được quà mà tin đồn mang thai cũng biến mất chấm. Sáng hôm sau tại thư viện, cô và Lạc Ngôn đang ngồi học bài thì có người đến xin làm quen với anh, nhưng đã bị anh từ chối thẳng thừng. Sau đó cả hai ra ngoài đi dạo thì đột nhiên Khải Dương xuất hiện. Anh ấy thấy cô và Lạc Ngôn đã ở bên nhau thì liền chúc hai người hạnh phúc rồi rời đi. Nhưng Lạc Ngôn nhìn thấy Khải Dương liền khó chịu. Tối hôm đó tại ký túc xá, Phương Lê đi về với một hộp quà. Mấy đứa bạn cùng phòng về thấy hộp quà thì liền mở ra, thấy bên trong có hẳn một set son, cả đám liền hét lên ngưỡng mộ. Sau đó Mạc Ly lấy ra hai hộp mặt nạ đưa cho Phương Lê, nói đây là sản phẩm anh Đỗ Khải làm ra. Sáng hôm sau, Phương Lê đang cùng Mạc Ly đến lớp thì nhận được tin Lạc Ngôn chuẩn bị bay sang nước ngoài nhận giải. Vậy là cô tức tốc đến nhà anh. Nhưng khi cô đến, Lạc Ngôn đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến bay. Trong khi đó Phi Phi phải đến học thay cho cô. Chiều hôm đó, Phương Lê bao Phi Phi và Thi Tự đi uống trà sữa. Lúc này Phi Phi mới hỏi cô về Khải Dương, vì anh ta đã ra nước ngoài cùng với Y Mạn mà giờ lại về nước. Cả Phi Phi và Thi Tự đều nghĩ Khải Dương về đây là vì Phương Lê. Đúng lúc này Lạc Ngôn gửi tin nhắn tới bảo cô đến nhà anh ở. Vậy là Thi Tự phải lấy chìa khóa dự phòng từ trong giày ra đưa cho cô. Phương Lê trước khi về còn không quên tặng cho Phi Phi mặt nạ của Đỗ Khải. Tối hôm đó tại nhà Lạc Ngôn, Phương Lê sau khi chăm sóc cây xong thì bắt đầu học bài. Đang học thì cô nhắn tin với Lạc Ngôn, sau đó hai người còn gọi FaceTime để nhìn nhau cho đỡ nhớ. Cả hai còn để điện thoại đó để vừa học vừa nhìn nhau phẩy. Một lúc sau vì chán quá nên Phương Lê vừa đắp mặt nạ vừa nằm trên ghế học bài. Sau đó ngủ luôn ở ghế, đến khi thức dậy đã thấy mặt mình nổi đầy mụn. Cô vội vàng gập laptop để Lạc Ngôn không nhìn thấy. Phương Lê sợ anh lo lắng nên đã nhắn tin nói mình không sao. Sáng hôm sau, Phương Lê vừa ngủ dậy đã thấy Lạc Ngôn nằm bên cạnh. Cô lập tức ngồi dậy quay lưng về phía anh vì sợ anh chê cô xấu. Nhưng Lạc Ngôn lại dịu dàng bôi thuốc cho cô. Sau đó vì anh buồn ngủ nên Phương Lê đã ngủ cùng anh. Sau đó khi anh đã đến chỗ làm game, Phương Lê đã gọi cho anh nhờ anh lựa giúp mặt nạ để cô mang đi học. Cuối cùng cô đi học với một cái khẩu trang mèo. Sau khi đưa lịch trình của buổi lễ cho Khải Dương, thì Phương Lê cùng Khải Dương đến phòng thí nghiệm để kiểm tra trong cái mặt nạ của Đỗ Khải có gì, thì phát hiện bên trong có colony cao hơn mặt nạ bình thường 3.000 lần. Vậy là Phương Lê đã chạy đến chỗ Đỗ Khải đang phát biểu về mẫu mặt nạ. Cô đưa bản báo cáo kiểm nghiệm cho anh ta giải thích, nhưng Đỗ Khải lại nói Phương Lê đang du oan mình. Vậy là cô liền đưa bản báo cáo cho mọi người xung quanh. Sau đó cô bị đám người của Đỗ Khải bắt giữ, cũng may có Khải Dương đến cứu. Xong việc cô cùng Khải Dương ra công viên ngồi, anh ấy khen cô rất ngầu khi tố giác Đỗ Khải. Nhưng cô chỉ thấy mình rất mất mặt. Sau đó Khải Dương xin lỗi cô vì lúc trước đã từ chối lời tỏ tình của cô. Phương Lê nghe vậy thì cười nói bản thân đã quên chuyện đó rồi. Cô nói hiện tại có thể làm bạn với Khải Dương là vui rồi. Tối hôm đó sau khi tạm biệt các bạn học, thì Phương Lê thấy Lạc Ngôn đã đứng đợi mình. Sau đó anh nắm tay cô về khu ký túc xá. Lúc này anh hỏi cô tại sao không nói với anh chuyện của Đỗ Khải, thì cô liền xin lỗi và nói rằng vì cô sợ anh vì chuyện của cô mà ảnh hưởng đến công việc của anh. Sau đó Phương Lê tạm biệt anh để vào khu ký túc. Nhưng khi Lạc Ngôn rời đi thì cô lại chạy ra nhảy lên lưng anh. Đến khi dì quản lý ra gọi thì cô mới chịu vào lại. Sau đó anh về nhà và báo cáo Đỗ Khải lên nhà trường. Vậy là tối hôm sau Đỗ Khải liền đến tìm Phương Lê. Hắn ta nghĩ cô chính là người đã báo cáo mình. Dù Phương Lê có giải thích đến khô cả họng thì hắn vẫn nghĩ cô là người báo cáo. Khi Đỗ Khải định ra tay với cô thì Lạc Ngôn đã tới. Anh lao vào đá hắn nằm bẹp xuống đất. Rồi hắn cũng bỏ chạy để lại Phương Lê còn đang sợ hãi ôm chầm lấy anh. Sau đó tại nhà Lạc Ngôn, anh xin lỗi đã làm cô gặp nguy hiểm. Nhưng Phương Lê không những không trách anh mà còn khen anh làm rất đúng. Rồi hai người lại vui vẻ ôm nhau. Sau đó tại một nhà hàng, Lạc Ngôn hẹn Khải Dương ra nói chuyện. Sáng hôm sau tại nhà Lạc Ngôn, anh vừa ngủ dậy đã thấy mình ngủ cùng Khải Dương. Trong lúc cả hai đang ngơ ngác thì Phương Lê đã tới. Nhìn thấy hai người bước ra từ một phòng, Phương Lê liền chụp hình hai người. Trong lúc cô đang vui vẻ nhìn điện thoại thì Lạc Ngôn đã chạy tới ôm chặt cô để Khải Dương lấy điện thoại xóa hình. Sau đó Phương Lê liền giận dỗi để được Lạc Ngôn dỗ dành. Chấm một lúc sau tại trường, Khải Dương đang giải thích việc ngủ chung với Lạc Ngôn chỉ là tai nạn. Chấm hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Y Mạn xuất hiện. Phương Lê thấy Y Mạn tới thì cũng rời đi để cô ấy và Khải Dương nói chuyện.
Nhưng chưa nói được mấy câu thì Khải Dương đã bỏ đi. Sau đó tại phòng truyền thông, Phương Lê đang nói chuyện với Lạc Ngôn qua điện thoại thì Khải Dương đi vào. Cô và Khải Dương đang làm việc thì Y Mạn lại tới. Cô ấy chửi Phương Lê là trà xanh cướp bạn trai của mình. Phương Lê liền giải thích công viện này là nhà trường giao cho. Hơn nữa cô cũng đã có bạn trai là Lạc Ngôn. Nghe đến đây Khải Dương liền kéo tay Y Mạn ra ngoài. Tại sân trường dù đã nghe Khải Dương giải thích, nhưng Y Mạn vẫn không ngừng nghĩ xấu về Phương Lê, còn nói sẽ không để yêu cho cô. Sau đó khi Phương Lê ra khỏi trường mà quên mang điện thoại, thì đột nhiên Y Mạn xuất hiện và kêu cô vào xe mình nói chuyện. Nhưng khi vào xe thì Y Mạn không nói gì mà chạy hết tốc lực đến một ngọn núi. Vừa xuống xe Phương Lê đã không nhịn được mà ói liên tục. Y Mạn cũng ói không khác gì cô, sau đó hai người lại vào xe nói chuyện. Y Mạn lúc này chỉ biết bất lực mà khóc. Vì cô ấy nhận ra vấn đề là Khải Dương không hề yêu mình. Sau đó Y Mạn còn kể lại chuyện tình của mình và Khải Dương cho Phương Lê nghe. Tối hôm đó khi Y Mạn và Phương Lê thuê taxi về, Khải Dương đã nhanh chân đi đón Y Mạn và trả điện thoại cho Phương Lê. Khải Dương chưa kịp nói gì thì đã nhận được câu chia tay của Y Mạn. Khi cô ấy vừa rời đi, Khải Dương đã không kìm được nước mắt của mình. Sau đó tại ký túc xá, Phương Lê về phòng liền gọi điện thoại cho Lạc Ngôn. Sau khi cô tắm rửa xong thì kể lại cho anh nghe chuyện của Khải Dương. Biết được chuyện này, Lạc Ngôn đã đề nghị rủ Khải Dương và Y Mạn đi cắm trại. Hôm đó tại buổi cắm trại, Phương Lê ngồi với Y Mạn trong lều. Cô cố gắng khuyên Y Mạn nghĩ lại về cuộc tình với Khải Dương. Cô còn nói Khải Dương đã mua cá thu mà Y Mạn thích nhất để nướng với Lạc Ngôn. Sau đó Lạc Ngôn gọi cô và Y Mạn ra ăn. Thấy Khải Dương và Y Mạn cứ im lặng, nên cô và Lạc Ngôn đã cố tình đút thịt nướng để hai người kia xem. Khi cả hai đã rời đi thì cô và anh mới nhả phần thịt chưa chín đó ra. Tối hôm đó tại lều trại, Phương Lê và Lạc Ngôn ngủ chung một lều. Hai người đang nằm thì Phương Lê nhìn thấy côn trùng nên đã chui vào lòng anh trốn. Cứ vậy cả hai ôm nhau cho đến khi Khải Dương và Y Mạn cùng nhau về lều. Vậy là hai người lại quấn quýt bên nhau. Sáng hôm sau tại ký túc xá, Mạc Ly vừa chia tay bạn trai liền về phòng khóc lóc. Lúc này các cô gái trong phòng mới nhắc về định luật 3 tháng là sau khi đã yêu nhau được 3 tháng các chàng trai sẽ có xu hướng chán người yêu. Vừa hai cô và Lạc Ngôn cũng đã yêu nhau được 91 ngày. Vậy là khi đến trường cô luôn nghĩ đến việc Lạc Ngôn sẽ chán mình. Đột nhiên cô nhìn thấy anh đang đi cùng Tiểu Vi. Cô đi theo thì biết anh đang cùng Tiểu Vi đến gặp một vị giáo sư để trị bệnh mất trí của anh. Sau khi anh và Tiểu Vi rời đi, cô đã đến gặp vị giáo sư đó. Cô đang thất thần đi trên đường thì Lạc Ngôn xuất hiện nắm tay cô. Lúc này trong đầu Phương Lê đang phân thành hai bên chính và tà, đang không biết phải nói gì với Lạc Ngôn thì anh đã đưa cô đi ăn bánh. Tại quán cà phê, khi cô đang ăn thì Tiểu Vi nhắn tin cho anh. Phương Lê thấy vậy thì lại giận dỗi, sau đó Lạc Ngôn còn chụp hình dìm cô, còn nói mấy tấm hình đó nhìn rất xấu. Vậy là cô tưởng anh đang chê mình xấu liền tức giận bỏ đi. Anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc cô. Ngay lúc đó cơn giận của Phương Lê đã lên tới đỉnh điểm. Dù cho Lạc Ngôn có xin lỗi kiểu gì thì cô vẫn bỏ đi. Sáng hôm đó, cô tới quán trà sữa làm việc thì thấy Phi Phi nằm ngủ ở đây. Đến tối hôm đó khi cô và Phi Phi đang làm việc thì ông chủ trọ của Phi Phi tìm tới. Ông ấy nói Phi Phi đã nợ hơn 6.000 tệ tiền trọ nên chú đã thay ổ khóa nhà. Sau đó Phương Lê đã dùng 300 tệ để đuổi chú ấy đi, rồi hứa tuần sau sẽ trả lại 6.000 tệ cho chú ấy. Đúng lúc này thì Lạc Ngôn đi tới. Biết được mọi việc, anh đã giúp Phi Phi trả tiền cho chủ nhà. Anh còn bắt chú ấy đổi lại ổ khóa cho Phi Phi. Sau đó khi tan làm, Phương Lê đã nói với Phi Phi việc anh đang chữa trị việc mất trí nhớ. Vậy là hai người liền lên kế hoạch giúp anh lấy lại ký ức. Đầu tiên là tại khu đấm bốc. Phi Phi nhờ Thi Tự đấm cho Lạc Ngôn thoải mái đầu óc. Mới đánh được mấy cái thì Thi Tự đã bị ăn liên hoàn đấm từ Lạc Ngôn. Xong việc, Phi Phi phải giúp Thi Tự xoa bóp vết bầm. Nhưng Phi Phi và cô người vẫn chưa chịu dừng lại. Sau đó tại hồ bơi, Phi Phi bơi ra ngoài rồi giả vờ bị chuột rút để Lạc Ngôn đến cứu. Nhưng khi Phi Phi đi bơi về thì lại bị chuột rút thật. Khi Lạc Ngôn cứu được Phi Phi lên, anh phải sơ cứu thì Phi Phi mới tỉnh lại được. Nhưng Lạc Ngôn thì vẫn chưa nhớ được gì. Chiều hôm đó tại nhà Lạc Ngôn, Phương Lê nấu món gan lợn với lườn dê cho Lạc Ngôn ăn bổ não. Anh cố gắng từ chối nhưng vì cô cứ năn nỉ miết nên anh đành phải ăn. Phương Lê vừa vui vẻ được một chút thì sau đó anh đã phải nhập viện vì bị ngộ độc thức ăn. Đến lúc này cô và mọi người phải nói ra việc muốn giúp anh lấy lại trí nhớ. Sau đó ba người lại hỏi anh về cảm giác lúc bị mất trí nhớ. Nghe anh nói cảm động quá nên cả ba người đều ôm anh an ủi. Tối đó tại nhà Lạc Ngôn, anh vừa xuất viện đã được Phương Lê chăm sóc tận tình. Cô cũng nói việc hôm đó giận dỗi anh là vì cái nguyên tắc 3 tháng kia. Cô sợ anh chán mình, vậy là Lạc Ngôn liền hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ mãi mãi bên cô. Mấy ngày sau, Phương Lê nhận được đồng phục năm cấp 3 từ thầy Khương, mà trùng hợp hôm nay cũng là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của Phương Lê và Lạc Ngôn. Sau đó hai người thay đồng phục cấp 3, khi hai người đang thân mật với nhau thì xém bị bạn cùng phòng phát hiện. Cả hai người liền chạy ra công viên để không bị bắt gặp. Sau đó cả hai đã ngồi dưới gốc cây nói chuyện. Lúc này Phương Lê cảm thấy anh cứ như hiện tại không nhớ về thời cấp 3 cũng được.
vì cô thích anh ở hiện tại hơn, nhưng Lạc Ngôn lại nói lý do anh muốn tìm lại ký ức là vì trong ký ức đó có cô. Sáng hôm sau tại sân bóng rổ, Phương Lê ném bóng thì ném phát nào thì chật phát đó, phải để Lạc Ngôn bế lên thì mới ném trúng rổ được. Sau khi chơi xong anh mua kem cho cô ăn. Người đang đi vui vẻ trên đường thì cô nhìn thấy bà mình. Ngay lập tức Phương Lê đã đẩy anh vào bụi cây. Còn cô vui vẻ chạy đến bên bà, cô nhanh chóng đưa bà đi chơi. Khi Lạc Ngôn đứng dậy được thì đã không nhìn thấy cô nữa. Tại thư viện, ba Lạc Ngôn gọi tới nói anh tối nay đưa Phương Lê về nhà ăn tối. Sau đó tại canteen, anh thấy cô đang ngồi một mình liền hỏi lý do cô tránh mặt anh. Thì biết được tin bà của cô đã tới, hai người đang nói chuyện. Thì đột nhiên cô kéo mũ che mặt anh. Thì ra bà cô cùng Phi Phi đi đến. Phương Lê chỉ có thể nói anh là một người bạn lập dị thích che mặt của mình. Sau đó liền đuổi anh ra chỗ khác. Sau khi ăn xong ba bà cháu vừa ra ngoài, thì Lạc Ngôn đã kéo Phương Lê ra nói chuyện riêng. Anh muốn mời cô đến nhà ba anh ăn tối và tất nhiên là cô đồng ý đến nhà anh. Chiều hôm đó, Lạc Ngôn đang đợi Phương Lê thì Thi Tự đi tới. Sau đó ba bà cháu Phương Lê cũng xuất hiện, anh đành phải xuống xe chào hỏi. Lúc này Phương Lê đã sợ hãi muốn kéo bà về khách sạn, nhưng bà cứ nhất quyết ở lại hỏi rõ việc cháu rể là như nào. Tới lúc này Phi Phi đành nhận Lạc Ngôn là bạn trai mình, còn về việc cháu rể là do Thi Tự tưởng Phi Phi là cháu của bà. Sau đó khi ba bà cháu tiếp tục đi về thì Lạc Ngôn đã chủ động chở mọi người về khách sạn. Ở trên xe Phi Phi đã giải thích mọi chuyện với Thi Tự qua tin nhắn. Khi bà đã vào khách sạn thì Phương Lê lại ra xe để đi cùng Lạc Ngôn. Sau đó tại khu mua sắm, Phương Lê đang lựa đồ để tặng cho gia đình Lạc Ngôn. Còn anh thì đi mua đồ chơi cho em trai cùng cha khác mẹ. Vào lúc này cô dùng một con rối để xin lỗi Lạc Ngôn. Sau khi nghe lời xin lỗi của cô, Lạc Ngôn đã đến trước mặt cô hỏi rõ. Anh không hiểu tại sao cô lại phải giấu mối quan hệ của hai người với bà. Nên Phương Lê phải giải thích là do hồi cấp 3 anh bắt nạt cô nên bà đã có ác cảm với anh. Hơn hết bà còn bị cao huyết áp, cô sợ bà chịu không nổi thì lại bị ngất. Để Lạc Ngôn hết giận, cô liền nhảy lên thơm má anh. Vậy là cả hai lại vui vẻ đi mua sắm. Tối hôm đó tại nhà ba Lạc Ngôn, mẹ kế của anh chào đón hai người rất nồng nhiệt. Còn em trai anh thì bất ngờ khi anh trai mang bạn gái về nhà. Cậu bé tưởng anh mình sẽ độc thân suốt đời. Sau đó mẹ kế anh lại hỏi về gia đình của Phương Lê. Bà không biết ba mẹ cô đã mất nên đã hỏi ba mẹ cô đang làm gì và ở đâu. Lạc Ngôn thấy Phương Lê khó chịu liền nói mẹ kế đừng hỏi nữa. Em trai anh sau đó cũng lôi ba anh đi xem tranh em trai vẽ, nên Lạc Ngôn phải đưa cô về phòng của anh lúc trước tham quan. Tại phòng Lạc Ngôn, cô phát hiện lúc nhỏ anh thích đọc truyện ngôn tình. Trong khi cả hai đang giành nhau cuốn truyện thì bị ngã xuống giường. Khi hai người đang định hôn nhau thì cậu em trai lại xông vào. Cả hai đang tung tăng trên đường thì anh bế cô lên quay vòng. Khi cả hai đang vui vẻ thì bà Phương Lê xuất hiện. Sau đó tại một nhà hàng, Phương Lê nói việc mình vừa mới đến nhà Lạc Ngôn chơi. Cũng thừa nhận mình và Lạc Ngôn đang yêu nhau. Vốn cô còn định nói giúp anh thì bị bà đuổi ra ngoài. Bà nói thẳng với anh là bà muốn hai người chia tay. Bà cho rằng người như anh không thể chăm sóc Phương Lê. Bà nói chuyện năm cấp 3 có lẽ Phương Lê đã tha thứ cho anh nhưng bà thì không. Bà sẽ mãi mãi không chấp nhận chuyện của hai người. Lúc này Lạc Ngôn mới nói việc anh và Phương Lê yêu nhau hoàn toàn là sự thật. Phương Lê lấy nước cho bà bình tĩnh, còn bà thì lại dọn đồ định rời đi. Lúc này Phương Lê mới nói về tình cảm của mình. Cô nói người cô yêu là Lạc Ngôn và cô cũng đã tha thứ cho anh chuyện năm cấp 3, nên cô xin bà cũng hãy tha thứ cho anh ấy. Nhưng bà vẫn nhất quyết rời đi, đã thế còn bị tăng huyết áp phải uống thuốc thì mới đỡ được. Đến lúc này Phương Lê đành phải đồng ý với bà việc chia tay với Lạc Ngôn. Đêm hôm đó cô nhận được tin nhắn của Lạc Ngôn nhưng không dám trả lời. Lúc này cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Sáng hôm sau tại trường, cô cố tình lạnh nhạt với Lạc Ngôn. Tối hôm đó, khi Phương Lê đi mua khoai nướng thì gặp được Lạc Ngôn. Cô im lặng che mưa cho một hồi thì quyết định nói ra câu chia tay. Cô khóc lóc cầu xin anh hãy đợi mình, đợi đến khi bà cô đồng ý chuyện của hai đứa. Lạc Ngôn nhìn cô khóc mà lòng đau như cắt. Và anh quyết định đồng ý chia tay vì anh không muốn nhìn thấy cô khóc như vậy nữa. Sau đó anh hôn vào trán cô rồi rời đi, quay về quá khứ. Vào một buổi chiều Lạc Ngôn chủ động giúp thầy Khương đi chợ. Vì anh biết nhà Phương Lê có mở một sạp cá nên anh muốn đến chợ gặp cô. Cùng lúc đó tại chợ, Phương Lê rất nhiệt tình bán hàng giúp bà. Sau đó cô nhìn thấy một tên trộm nên đã lấy lý do đưa thêm túi ni lông để đuổi hắn ta đi. Sau đó tên trộm đó liền quay lại uy hiếp cô. Thấy vậy Lạc Ngôn đã đến giải cứu cô. Lúc này anh mới biết được tên trộm đó là người trong một băng đảng trộm cắp. Mấy ngày nay cô đã chụp được cảnh băng đảng đó trộm đồ. Phương Lê định in ra rồi dán quanh chợ, nhưng Lạc Ngôn lại cảm thấy như vậy quá nguy hiểm nên khuyên cô đừng làm. Một lát sau tại nhà thầy Khương, Lạc Ngôn vừa đi chợ về thì nhìn thấy ba mình. Anh vừa ngồi xuống thì ba anh đã thông báo chuyển trường. Ông cho rằng thị trấn này quá nhỏ sẽ không tốt bằng trường ở những thành phố lớn. Thầy Khương cũng khuyên anh nên về với ba, nhưng Lạc Ngôn lại lấy lý do thi học kỳ để trốn đi học. Trên đường đi học anh phát hiện đám trộm kia đã bị in hình dán khắp nơi. Bọn chúng nghĩ là Phương Lê làm nên định lên kế hoạch trả thù anh.
Sau đó tại trường học, Lạc Ngôn đã dặn Phương Lê nên chú ý việc thi cử, chỉ nên đi học rồi về nhà chứ đừng đi lung tung. Anh cũng thông báo việc mình sắp chuyển đi. Phương Lê nghe vậy thì vui như mở hội vì như vậy cô sẽ không bị anh sai vặt nữa. Sau đó tại nhà thầy Khương, Lạc Ngôn đang mài đá thành hình trái tim để tặng cho Phương Lê. Quay về hiện tại, Lạc Ngôn đang phải sống đang buồn bã vì thất tình, đã vậy anh còn phát hiện mình bị sốt. Mấy ngày sau tại quán trà sữa, Thi Tự đã đem tin Lạc Ngôn bị sốt nói cho Phương Lê. Sau đó tại nhà Lạc Ngôn, Phương Lê đến đây thì thấy nhà anh thật sự có đống rác. Lạc Ngôn từ phòng bước ra nhưng Gia lại bảo cô rời khỏi nhà của anh. Cô muốn giúp Lạc Ngôn dọn dẹp, thì anh lại bảo cô dọn luôn ảnh chụp chung và cả cái cây cô tặng đi. Nói xong anh vào lại phòng ngủ. Còn Phương Lê quay lại quán trà sữa làm việc. Phi Phi ở đây cũng lòng an ủi cô vì hồi cấp 3 Lạc Ngôn vì đánh nhau mà chuyển đến chỗ cô. Sau này cũng vì đánh nhau mà chuyển khỏi Long Hưng. Nên Phi Phi muốn cô cân nhắc lại chuyện yêu đương với Lạc Ngôn. Sáng hôm sau tại phòng đấm bốc, Thi Tự lúc này cũng đang an ủi Lạc Ngôn. Nhưng khác với Phi Phi, Thi Tự ra sức thuyết phục Lạc Ngôn đi làm lành với Phương Lê. Chiều hôm đó tại ký túc xá, Trịnh Trạch nghe tin Phương Lê và Lạc Ngôn đã chia tay thì liền đến tìm cô. Anh ấy lúc này muốn nói ra bí mật năm đó tại sao Lạc Ngôn lại đánh nhau. Sau đó hai người ra một quán cà phê nói chuyện. Trịnh Trạch kể lại năm đó khi Lạc Ngôn chuẩn bị chuyển đi với ba, đã định tặng cô một hộp đá, anh còn định trả lại sổ đen cho cô. Nhưng khi anh chuẩn bị đi thì thầy Khương lại xông vào. Vì quá vội vàng nên anh đã để quên cuốn sổ trên bàn. Hôm đó anh hẹn cô ở trạm xe, nhưng khi băng qua bãi biển thì anh đã bị đám trộm hôm trước chặn lại. Vì lúc đám này định hại Phương Lê thì anh đã báo cảnh sát, nên hôm nay chúng đến để trả thù. Lạc Ngôn bị đánh đến thân tàn ma dại. Khi trời bắt đầu mưa thì anh cũng đứng dậy phản công nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bất tỉnh. Còn Phương Lê đang đứng đợi anh tại bến xe thì nhận được cuộc gọi của thầy Khương. Thầy ấy nói đang giữ cuốn sổ của cô, vậy là khi đó Phương Lê đã hiểu nhầm Lạc Ngôn. Còn Trịch Trạch cũng không hề xấu xa như Lạc Ngôn nghĩ, chính anh ấy là người đã phát hiện và đưa Lạc Ngôn vào viện. Phương Lê sau khi nghe xong liền vội vã đi tìm Lạc Ngôn. Tối hôm đó khi anh chuẩn bị lên xe về nhà, thì Phương Lê đã tìm đến cô, vừa khóc vừa đi lại ôm anh. Cô xin lỗi vì trước giờ đã luôn hiểu lầm anh. Hồi cấp 3 anh đã giúp cô rất nhiều, vậy mà cô và bà lại hiểu lầm và trách mắng anh. Lúc này Lạc Ngôn lại nói với cô từ trước tới giờ câu mà anh muốn nghe từ cô chỉ có câu em yêu anh. Vậy là cô liền nói em yêu anh rồi ôm lấy Lạc Ngôn, chấm hai người sau đó hôn nhau và chính thức quay lại. Sáng hôm sau tại nhà bếp Lạc Ngôn, anh vì cứu Phương Lê bị ngã mà bị bỏng nồi. Cô thấy vậy liền lấy thuốc cho anh thì vô tình thấy hộp quà mà mẹ anh gửi năm lớp 10. Sau đó cô cẩn thận giúp anh thoa thuốc. Rồi cô cũng hỏi về hộp quà của mẹ anh. Lạc Ngôn cũng nhân tiện kể về người mẹ của mình. Bà ấy là một họa sĩ đã ra nước ngoài và tái hôn. Cùng lúc đó tại quán cà phê, ba và mẹ anh đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ anh biết con trai mình đã có người yêu liền sốt sắng muốn tìm hiểu Phương Lê. Sau đó tại quán trà sữa, chiều hôm đó tại khách sạn mẹ anh ở, ba anh đã đến và dặn bà đừng nói chuyện bức tranh với con trai. Cùng lúc đó Thi Tự đang đi bán tinh hoàn để lấy tiền cho Phi Phi đi học, nhưng còn chưa kịp bán đã bị Phi Phi gọi về. Sau đó tại trường, Phương Lê nhìn thấy mẹ anh thì liền vui vẻ chào hỏi. Lúc này Lạc Ngôn cũng đi tới chỗ cô. Cứ thế Lạc Ngôn đã gặp được mẹ mình, chấm hai mẹ con nhanh chóng ôm nhau sau một khoảng thời gian xa cách. Một lúc sau tại nhà Lạc Ngôn, mẹ anh đã nói về Phương Lê, bà nói rất thích người thật thà như cô. Nghe vậy Lạc Ngôn liền nói mình rất yêu Phương và sau này anh cũng sẽ sống hạnh phúc bên cô. Sau đó mẹ anh đã nấu cho anh một bàn đồ ăn, Lạc Ngôn ăn thử thì liền khen ngon. Nhưng khi bà ăn thì mới phát hiện đồ ăn rất mặn. Lúc này Lạc Ngôn nói từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên anh ăn cơm do mẹ nấu. Lúc trước bà lúc nào cũng bận vẽ tranh nên không quan tâm anh. Điều này khiến bà cảm thấy tội lỗi. Sau đó tại khách sạn, Lạc Ngôn mang hoa đến tặng mẹ thì nghe được nguyên do bà về đây chính là vì bức tranh kia. Người chồng hiện tại của bà đang phải gánh một khoản nợ, nên giờ bà muốn đem bức tranh đã tặng anh đi bán. Lúc này anh triệt để tuyệt vọng về người mẹ này, Lạc Ngôn đã buông bó hoa rồi rời đi. Trưa hôm đó tại trường học, Phương Lê mãi không liên lạc được cho Lạc Ngôn. Cô qua lớp tìm thì được tin hôm nay anh không đi học, nhưng cô lại tình cờ gặp được ba anh. Sau đó tại quán cà phê, ba Lạc Ngôn đã nói chuyện mẹ anh về nước là vì bức tranh kia. Còn Lạc Ngôn vì không chấp nhận được chuyện này nên đã bỏ đi đâu đó. Nghe vậy Phương Lê liền đi khắp nơi tìm anh. Tối hôm đó cô tìm thấy Lạc Ngôn ở cây cầu. Cô nhanh chóng đưa anh về nhà vì giờ anh đã quá say. Sau đó Lạc Ngôn đã giữ tay cô lại nên Phương Lê đã ngủ lại bên cạnh anh. Sáng hôm sau, vì chuông báo thức nên cả hai đều tỉnh dậy. Sau đó Lạc Ngôn đã đi nấu bữa sáng cho cô. Và lúc này Phương Lê khuyên anh nên tha thứ cho mẹ. Vì dù gì bà ấy cũng là mẹ của anh và ít nhất anh còn có thể gặp lại mẹ mình, không như cô ba mẹ đều đã mất. Vậy là Lạc Ngôn vực dậy được tinh thần. Sáng hôm sau tại khách sạn, khi mẹ anh đi bay ra nước ngoài thì Lạc Ngôn cùng Phương Lê đi tới. Anh tặng lại cho mẹ bức tranh kia và anh cũng nói bản thân rất yêu mẹ. Hy vọng sau này có thời gian rảnh bà sẽ quay về gặp anh.
Nói xong bà lên xe rời đi, còn Lạc Ngôn lại vui vẻ đi về cùng Phương Lê. Chiều hôm đó tại nhà Lạc Ngôn, anh và Phương Lê đang chơi trò rút gạch. Phương Lê vì muốn thắng đã đẩy tay Lạc Ngôn, phần thưởng là một cái bánh que vì cô đã chơi ăn gian nên anh đã ăn một nửa cái bánh. Sau khi chơi xong thì hai người lại chụp ảnh. Lúc này Lạc Ngôn để ý trong điện thoại cô có phần hình ảnh bí mật. Anh hỏi thì biết được trong đó có ảnh tình đầu của cô. Vậy là anh liền buồn bã từ lúc ở nhà đến lúc đưa cô về ký túc xá. Tối hôm đó tại nhà hàng, Lạc Ngôn gọi Thi Tự ra bàn luận về tình đầu của Phương Lê. Sau một lúc nói chuyện thì cả hai đều nghĩ trong lòng Phương Lê vẫn không quên được tình đầu nên mới giữ ảnh anh ta trong điện thoại. Thi Tự đề nghị Lạc Ngôn hãy hack điện thoại của Phương Lê để xem người ấy là ai. Sau đó anh cũng về nhà và hack điện thoại của cô. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ thì anh vẫn quyết định không xem ảnh người đó. Rồi anh gửi tin nhắn rủ Phương Lê qua nhà anh ăn tối. Sau đó khi cả hai đã ăn uống xong, anh đã đưa cho cô một bản khảo sát. Bên trong có ghi những mục thể hiện tình yêu của cô đang ở mức nào. Nhưng Phương Lê lại cảm thấy khó chịu. Cô không thích việc tình cảm mà lại đánh giá qua các mục như vậy. Nói xong cô liền bỏ đi. Sáng hôm sau tại quán làm thêm, Phương Lê đi làm với tâm trạng bực bội. Phi Phi thấy cô như vậy liền cùng cô nói xấu Lạc Ngôn. Cùng lúc đó Thi Tự và Lạc Ngôn cũng đang nói về chuyện xảy ra tối qua. Đang đi thì Lạc Ngôn bị thầy giáo gọi về chấm một lúc sau tại trường. Vì Gia Nghi sắp phải đi thực tập nên thầy muốn anh chỉ dẫn cho Gia Nghi. Nói xong thì thầy cũng rời đi để hai người làm việc. Lúc này Gia Nghi cũng biết ý mà xin lỗi anh vì những chuyện cô làm với Phương Lê. Gia Nghi cũng đã nhận ra tình yêu của đời mình không phải anh. Khi hai người đang làm việc thì Phương Lê đi tới. Cô vừa nhìn thấy hai người đang ở cạnh nhau thì đã buồn bã rời đi, còn vô tình đụng phải một nam sinh khác. Thì ra nam sinh đó là bạn trai của Gia Nghi. Anh ta cũng nói việc gặp Phương Lê ở bên ngoài cho Lạc Ngôn biết. Vậy là anh liền chạy theo cô giải thích mình và Gia Nghi chỉ đang làm việc theo lời thầy giáo mà thôi. Phương Lê nghe vậy mới chịu bỏ qua cho anh. Còn Lạc Ngôn cũng nhân lúc này hỏi về tình đầu của cô, nói anh ghen tị với người đó. Nhưng Phương Lê nghe vậy lại cười không nhặt được mồm. Quay về chỗ Phi Phi, cô nhặt dùng người lạ một quyển sách, nào ngờ người đó lại là thầy Hàn. Lúc thầy ấy nhận được email của cô thì đã quyết định nhận cô làm học trò. Vậy nên hôm nay thầy Hàn đến đây là để thông báo Phi Phi đã nhận được học bổng của thầy. Mấy ngày sau, vào một buổi tập dượt của Phi Phi, khi cô đang ở trên sân khấu diễn vai Tôn Ngộ Không, thì Thi Tự đã xông lên tỏ tình với Phi Phi. Anh nói lúc trước bản thân mình đã làm việc có lỗi với cô, nên bây giờ anh muốn tỏ tình với cô một cách đàng hoàng để chuộc lỗi. Tất nhiên Phi Phi đã đồng ý, cô còn tháo vòng kim cô để đeo cho Thi Tự. Chiều hôm đó tại nhà Lạc Ngôn, Phương Lê đã cho anh em ảnh tình đầu của cô. Bất ngờ là đó lại là ảnh hồi năm cấp 3 của anh. Phương Lê kể rằng ngay từ lần đầu gặp mặt thì cô đã thích anh rồi. Năm đó có một hot girl lớp bên thích anh, muốn nhờ cô viết dùng thư tỏ tình với một cái giá khá cao. Vậy là chiều hôm đó cô đã viết thư tình, nhưng càng viết càng giống thư tỏ tình của mình. Sau đó cô còn sợ Lạc Ngôn thật sự sẽ đồng ý yêu cô hot girl đó. Vậy là ngày hôm sau cô đã từ chối việc viết thư tình. Sau đó vào một buổi học hóa, Phương Lê bất ngờ bị đau bụng kinh. Vậy là Lạc Ngôn đã chế cho cô một túi trườn nóng, lúc đó cô càng yêu anh hơn. Sau đó Phương Lê còn sử dụng các bài hát để nói ra câu tỏ tình với Lạc Ngôn. Quay về hiện tại, cả hai đều rất hạnh phúc vì đã một lần nữa thích nhau.